Rồi cô chào cả lớp nhá. May quá lúc gần vào thì tự nhiên lại bị mất mạng. May là nó có mạng, ngồi ở đây từ lúc trước nhưng mà đến lúc đúng 12 rưỡi thì mạng nó lại mất. May là bây giờ nó lại có lại. Rồi chúng ta xem vào được bao nhiêu bạn rồi. 43 người. Hiện tại là có 49 nhá. 49 như vậy còn 6 bạn nữa. Cô điểm danh qua qua nhá. Cô điểm danh qua qua. Cô đang điểm danh nhé, cô điểm danh theo cái danh sách các bạn bật online ở trên này đúng không? Còn một số bạn cô chưa thấy có đích sáng ở đây nhá, như là Đinh Công Hiếu này, Lê Trung Hiếu này, Phạm Quang Luân này, Nguyễn Văn Sự này, Đỗ Văn Toán này, Nguyễn Thanh Tuấn, Phan Đình Việt là những Alo, ơi, bạn em đây. Đỗ Văn Toán, Đỗ Minh rồi, Đỗ Văn Toán này. Đấy nha, mấy bạn mà cô đọc nhá, cô đọc lại này. Đinh Công Hiếu này, Lê Trung Hiếu này, Phạm Quang Luân này, Nguyễn Văn Sự này, Nguyễn Thanh Tuấn này, Phạm Đình Việt này, Phạm Đình Việt thôi, Phạm Văn Việt có rồi đấy, những bạn đấy là chưa có mặt nhá. Cô em năm ngon đi mà cô. Bạn nào em nói em comment lên để cô nhìn tên cho rõ nhanh. Vâng. Comment một cái nào đấy lên, không cần phải bật mic nói đâu, em comment luôn lên để cô nhìn cái tên nó nhanh hơn. Nguyễn Văn Sự này, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Văn Sự đúng rồi, Nguyễn Văn Sự này, đây nhá, Lê Trung Hiếu rồi này. Còn bạn Đinh Công Hiếu thì chưa đúng không? Đinh Công Hiếu thì chưa, như vậy là còn Đinh Công Hiếu.
với lại Nguyễn Thanh Tuấn, Phan Đình Việt, ba bốn bạn và bạn Phạm Quang Luân. Rồi chúng ta vào bài ngày hôm nay nhá, chúng ta vào bài ngày hôm nay thôi, chờ cô để cô mở đã. Rồi để cô ghi âm vào này. Rồi hôm nay chúng ta tiếp sang phần cuối cùng nhé. Tiếp tục sang phần cuối cùng của chúng ta. Đây, chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tiếp theo, bài số 7 là về cây đúng không? Hôm trước chúng ta sang xong cái phần là đường đi ngắn nhất trong đồ thị có trọng số rồi nhá. Thì chúng ta có cái thuật toán là Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị có trọng số đúng không? Nào hôm nay ta sang bài số 7 và bài số 8 là hôm buổi ngày hôm nay là kết thúc toàn bộ chương trình. Tuần sau chúng ta sẽ ôn và tuần sau nữa là chúng ta kiểm tra giữa kỳ là xong nhá. Cô ơi, bạn Hiếu comment nhỉ? Hả? Bạn Đinh Công Hiếu comment nhỉ cô? Làm sao em? Bạn Đinh Công Hiếu comment nhờ cô. Ừ, tất cả các bạn comment cho cô đọc sau nhá. Bây giờ đang vào giờ rồi, chốc nữa cô bổ sung sau, không phải lo cái comment thì không trôi được. Bạn nào vào muộn comment lên để cô biết cho con tự, cô tự động điểm danh nhá. Chứ không là cô không lượt lại danh sách đâu. Với lại lượt lại danh sách thì cái danh sách ở trên cái màn hình của các em với lại danh sách của cô nó không theo thứ tự. Cái danh sách ở trên cái team này nó sắp xếp theo họ. Đấy. Còn danh sách của cô nó sắp xếp theo tên, thế nên là dò ra bạn nào mà thiếu vắng nó rất là lâu. Nên các em bạn nào vào muộn comment lên cho cô nhá, chứ cô chỉ lượt comment là cô biết tên thôi. Nào bây giờ vào bài số 7, chúng ta vào bài số 7 và chuyển sang bài số 8 là vừa hết chương trình nhá. Bài số 7 là chúng ta định nghĩa và một số tính chất của cây. Thế thì cây các em cũng đã làm quen một chút rồi đúng không? Như là các em thường là biết là cây nhị phân. Thế thì bây giờ thực chất cây nó cũng chỉ là một loại đồ thị thôi. Thực chất nó là một loại đồ thị. Vậy người ta định nghĩa như thế nào? Người ta định nghĩa là như sau. Cây là một đồ thị đơn, liên thông và không có chu trình. Thứ nhất nó phải là đơn và thứ hai là liên thông và nó không có chu trình. Đấy. Thế thì thông thường ấy khi nói đến cây thì đa số nó đều là đồ thị vô hướng. Có một số sách người ta cũng định nghĩa là gì? Là cây là một đồ thị đơn, vô hướng, liên thông và không có chu trình. Nhưng mà trong phần này người ta không nói đến, nhưng mà đa số tất cả các cây của chúng ta xét đều là cây vô hướng nhá, đều là đồ thị vô hướng nhá, chúng ta chú ý là như thế, đều là đồ thị vô hướng. Như vậy là nó phải có ba, ngoài vô hướng ra nó còn phải có ba đặc điểm. Thứ nhất nó phải là đơn đồ thị, có nghĩa là gì? Nếu một cặp đỉnh mà được có cạnh nối với nhau thì chỉ nối với nhau bởi đúng một cạnh, không quá hai cạnh nhá, đấy là đơn. Thứ hai là liên thông, đúng không? Mọi cặp đỉnh đều có đường đi nối với nhau, đấy là liên thông. Và đặc biệt là không có chu trình, không được tạo ra chu trình ở trong cái đồ thị này. Nếu có chu trình thì chắc chắn là không, đấy không phải là một cây rồi. Thế thì cô lấy ví dụ luôn, cái đồ thị GM của cô đây chính là một cây. Đồ thị này là gồm có 7 đỉnh, đúng không? Đây là một cây. Đấy, vì làm sao nó là đơn đồ thị? Rõ ràng là nó là đơn này. Và đây là đều xét cây vô hướng hết nhá. Chúng ta sau này xét cây nhị phân đều là cây vô hướng. Và nó là liên thông, đúng không? Và đặc biệt là nó cũng không hề có chu trình, không có chu trình thì đây là một cây. Nhưng nếu cô thêm một cạnh thì nó sẽ có một cái chu trình xuất hiện ở trong này. Mặc dù nó cũng là đơn đồ thị, nó cũng là liên thông, nhưng vì nó có chu trình nên cái này người ta không gọi là một cây. Nên cái này không gọi là một cây nhá. Cái này không phải là một cây. Như vậy đồ thị G2 ở đây không phải là một cây, vì làm sao? Vì nó có chu trình. Đấy. Đồ thị G3 cũng không phải là một cây vì nó không liên thông đâu.
đỉnh 8 với đỉnh 1 không có đường đi nối này, 8 với 2 cũng không có đường đi đúng không? Như vậy là nó không hề liên thông. Thế nên là cái đô thị G3 này cũng không phải là một cây. G3 cũng không phải là một cây. Cô lấy ví dụ chẳng hạn đô thị G4 có một cặp đỉnh có hai cạnh nối. Vậy nó không còn gọi là đơn đô thị nữa. Khi một cặp đỉnh mà có ít nhất là hai cạnh nối tồn tại một cặp đỉnh ấy thì người ta gọi là đa đồ thị và không còn gọi là đơn đồ thị nữa. Và khi đó nó không còn là cây. Vậy cái đồ thị này cũng không phải là cây nhé. Đặc biệt là nó nếu nó có khuyên mặc dù nó là đơn thật. Đây đúng là không phải là đơn đâu, đơn thì đơn đối với vô hướng thì nó không chấp nhận có khuyên. Đấy, nó rõ ràng là liên thông và không có chu trình nhưng vì là cái đỉnh 1 là đỉnh có khuyên. Chính vậy có khuyên cũng không gọi là cây. Đấy, có khuyên cũng không gọi là cây nhé. Trong khái niệm về đơn đồ thị vô hướng là không chấp nhận có khuyên đâu. Đấy, nên là cái này cũng không phải là một cây vì nó có khuyên. Như vậy cây là gì? Chẳng qua nó là một loại đồ thị đơn, liên thông và không có chu trình thì người ta gọi đấy là một cây. Thế thì một đồ thị mà mỗi một thành phần liên thông của nó là một cây thì người ta gọi là một rừng. Chúng ta hiểu là nhiều cây thì gọi là rừng đấy. Đấy, nhiều cây thì là rừng, có nghĩa là một đồ thị mà mỗi một thành phần liên thông của nó là một cây thì người ta gọi đấy là rừng. Đấy, cô lấy ví dụ đây đồ thị G này. Gồm có hai đồ thị con của nó và mỗi một đồ thị con này của nó là liên thông đây này, từng thành phần nhỏ một liên thông. Vậy mỗi một cái thành tập con này, đây cái đồ thị nhỏ ở phía bên tay trái và bên tay phải, cái này nó đều là liên thông mà không có chu trình mà nó là một cây. Là một cây thì khi đó một cái đồ thị tổng số đây đồ thị bao gồm cả hai cái đồ thị con này là gồm 11 đỉnh đúng không? Thì nó trở thành một rừng. Có thể thêm một cái mấy cái đồ thị nhỏ bên này nữa cũng được. Nên là cứ nhiều cây thì trở thành rừng thế thôi. Thì cái này là khái niệm này nó cũng nôm na. Tại sao người ta gọi nó là cây mà lại không gọi là tên cái dạng khác? Vì thực ra làm sao? Khi chúng ta chọn một đỉnh làm gốc, chúng ta đi từ gốc đi ra thì chúng ta thấy là cái hình dáng của nó giống như một cây thật. Có nghĩa là có gốc này, có cành và có lá. Và bây giờ chúng ta cũng sử dụng cái khái niệm gốc với lá như thế. Gốc với lá như thế nhé. Ví dụ trong cây chúng ta chọn ra một đỉnh bất kỳ thì người ta gọi một đỉnh bất kỳ để làm gốc. Thì cái đỉnh đấy là đỉnh gốc. Thế thì khi chọn đỉnh làm gốc thì chắc chắn là có các đỉnh mà kề với nó thì người ta sẽ gọi đấy là đỉnh con, đúng không ạ? Sau đó các đỉnh đấy lại có con tiếp thì những đỉnh mà không có con trong cây người ta sẽ gọi là lá. Đấy, những cái đỉnh mà không có con và người ta còn có tính được cái mức của cây. Mức của cây chính là cái đường đi dài nhất từ gốc cho đến lá, người ta gọi là mức. Ví dụ cây mức 2, cây mức 3 hoặc cây mức 4 đúng không? Thì đấy là những cái khái niệm rất là cơ bản nhất của cây. Thì nó cũng đơn giản nữa, không có gì. Cô lấy ví dụ vẫn là cái đồ thị ban đầu, là đồ thị 1 ban đầu của chúng ta đây. Đấy, bây giờ cô chọn một cái đỉnh ra làm đỉnh gốc. Ví dụ cô chọn đỉnh 1 làm đỉnh gốc. Thì khi đấy có đỉnh gốc này sẽ có hai con là đỉnh 2 và đỉnh 4. Trong đỉnh 4 này có 3 con, đỉnh 3, đỉnh 5, đỉnh 6, đỉnh 7, đúng không? Thế thì chúng ta có thể vẽ lại theo hướng như sau. Các em nhớ nhá, đa số cây là đồ thị vô hướng, ở đây là đang vì nó làm sao. Cô chọn một đỉnh làm gốc, thế nên là cô biểu diễn bằng cái mũi tên thôi. Nhưng thực chất là nó vẫn là cái đồ thị cũ, nhưng nó là vô hướng thì chúng ta nhìn thấy là từ gốc này đi ra. Đấy, từ gốc này đi ra các đỉnh con thôi. Còn đa số cây của chúng ta là đồ thị vô hướng nhá. Cây, thế thì đây vẫn là cái đồ thị cũ ban đầu đấy. Chúng ta sẽ chọn đỉnh 1 làm đỉnh gốc. Thì có đỉnh 4 và đỉnh 2 là đỉnh con. Thế thì trong đỉnh 4 này nó lại có 4 con là 5, 6, 7 và 3 đúng không? Thế thì những đỉnh 2 này, đỉnh không có con ấy, như đỉnh 2 này, đỉnh 5, đỉnh 6, đỉnh 7, đỉnh 3 người ta sẽ gọi là lá. Người ta sẽ gọi là lá đúng không? Thế còn đỉnh 4 người ta gọi là đỉnh trong. Đỉnh 4 là đỉnh trong, bây giờ còn đỉnh 1 là đỉnh gốc rồi, vì chọn nó làm gốc rồi. Thế thì các em nhìn thấy xoay ngược lại thì nó giống như cái cây không? Đúng không? Giống hệt như cái cây, từ cây dần chuyển sang thân, thân có cành, cành rồi có lá. Đấy, chúng ta hiểu nôm na là như thế. Thế nên người ta mới dùng từ cây là vì vậy, vì nó giống như cái cây ấy. Thế thì ở đây người ta có quan trọng là mức của cây. Mức của cây là cái đường đi dài nhất từ gốc cho đến lá. Như vậy từ gốc cho đến lá là nó đi qua, đường đi của nó là bằng 2. Vậy cây này người ta gọi là cây này là cây mức 2. Đấy, cây này là cây mức 2 đúng không? Đây là đỉnh 4 là đỉnh trong nhá. Các đỉnh mà không có con này người ta gọi là đỉnh, đấy gọi là lá. Đấy, cây này gọi là cây mức 2. Còn nếu như chúng ta vẫn là cái đồ thị ban đầu như đầu tiên như này, chúng ta chọn đỉnh khác làm gốc. Cô lấy ví dụ nếu cô chọn đỉnh 4 làm gốc thì khi đấy 4 ở đây nó lại có tất cả là 5 con đúng không? Và 5 con nhưng 5 6 7 3 không có con thì nó vẫn là lá. Còn đỉnh 1 lại là đỉnh trong vì đỉnh 1 có con là 2. Đấy, nếu cô gọi chọn đỉnh 4 làm đỉnh gốc thì nó lại có dạng như thế này. Đây, nếu chọn đỉnh 4 làm đỉnh gốc thì khi đó đỉnh 1 lại là đỉnh trong và đỉnh 6, đỉnh 7, đỉnh 2 đỉnh 3, đỉnh 5 và đỉnh 2 là lá. Và mức của nó vẫn là mức 2.
vững mức của nó vẫn là mức 2 nhé. Chiều cao chính là mức đấy, chiều cao của cây chính là tính dài nhất từ gốc cho đến lá, từ gốc cho đến lá thôi. Thế thì trong cây nó có một số loại cây đặc biệt, cây em mở phân, cây em mở phân đầy đủ, đấy là định nghĩa tổng quát. Còn đa số hầu hết các em đều gặp là cây nhị phân, đúng không? Người ta còn có thể lưu dữ liệu dưới dạng cây nhị phân và chúng ta lưu vào thì chúng ta sẽ có cách để chúng ta lấy ra. Cách lấy ra thì người ta gọi là cách duyệt cây đấy, các em học ở môn khác rồi ấy, kiểu duyệt thứ tiền thứ tự, hậu thứ tự, trung thứ tự là chúng ta đã học rồi nhá. Đây, ví dụ cây em mở phân, thế nào là cây em mở phân và thế nào là cây nhị phân. Cây em mở phân nếu như có các đỉnh của nó có không quá em mở con thì gọi là cây em mở phân. Còn cây em mở phân đầy đủ là mọi đỉnh có đúng em mở con. Đấy, mọi đỉnh thì cả là mọi đỉnh trong ấy chứ không phải là lá đâu. Mọi đỉnh trong nếu có con ấy thì nó phải có đúng em mở con thì người ta gọi đấy là mở phân đầy đủ. Cô lấy ví dụ đây. Cây này người ta sẽ gọi là cây ba phân. Vì làm sao? Số con lớn nhất của một đỉnh ở đây là chỉ bằng 3 thôi. Đây, đỉnh 1 cũng có 3 con, đỉnh 2 có 2 con, đỉnh 3 đây có 3 con. Vậy số con lớn nhất của nó bằng 3. Vậy cây này gọi là cây 3 phân. Và mức của nó vẫn là mức 2. Mức của nó vẫn mức 2 nhá. Vì tìm đường đi ngắn nhất từ gốc cho đến lá của nó. À, đường đi dài nhất là từ gốc cho đến lá của nó vẫn bằng 2. Vậy mức của nó vẫn 2. Đây là cây 3 phân. Nhưng cây 3 phân đầy đủ. Đây là cây 3 phân đầy đủ. Là làm sao? Là mọi đỉnh của nó đều có đúng 3 con. Nếu là mọi đỉnh trong đấy, kể cả gốc này này, mọi đỉnh trong đấy, nếu mà có con thì có đúng 3 con. Ví dụ đỉnh 1 này có 3 con là 2, 3, 4 này. Đỉnh 3 có 3 con là 5, 6, 7. Đỉnh 4 có 3 con là 8, 9, 10. Và đỉnh 2 có 3 con là 11, 12, 13. Đúng không? Đấy, có đúng 3 con. Thế thì cây 2 phân đầy đủ thì người ta sẽ gọi là cây nhị phân. Đấy, đây là cây 3 phân đầy đủ. Còn cây 2 phân đầy đủ thì người ta gọi riêng một cái từ riêng là nhị phân. Nhị phân chúng ta hiểu là mỗi một đỉnh nếu có con thì nó sẽ có 2 con. Thế thì sau này đa số là người ta lưu dữ liệu dưới dạng cây nhị phân vì nó phân biệt ra con phải và con trái. Đấy, mỗi một con thì nó sẽ quy định là con phải, con trái. Và người ta có thể lưu dữ liệu theo hình sơ đồ cây nhị phân. Chúng ta lưu theo nguyên tắc nào thì chúng ta lấy dữ liệu của chúng ta theo cái nguyên tắc đó. Lấy dữ liệu theo nguyên tắc là chúng ta duyệt, người ta gọi là duyệt cây, đúng không? Đây, chị giới thiệu sơ bộ như thế thôi. Và cây bên trên, cây 3 phân bên trên và cây nhị phân ở dưới, 3 phân đầy đủ đều là cây mức mấy? Mức 2. Cây này là mức 2 nhé, và cây này cũng là mức 2. Chiều dài đường đi dài nhất từ gốc cho đến lá đều bằng 2 mà. Đều bằng 2, đúng không? Đấy là mức. Mức chính là chiều cao của cây thôi. Chiều cao của cây. Thế thì đấy là chúng ta giới thiệu định nghĩa và một số các loại cây mà nó đặc biệt như cây nhị phân, đúng không? Thế thì bây giờ cây thì nó có những tính chất gì? Cây thì nó có những đỉnh, nó có những cái tính chất như sau. Ở đây nó là 6 cái tính chất hoàn toàn tương đương. Tương đương có nghĩa là gì? Nếu tính chất A đúng thì chúng ta dẫn đến tính chất B. Nếu tính chất B đúng thì chúng ta dẫn đến tính chất C. Nếu tính chất C mà đúng thì dẫn đến D. Nếu D mà đúng thì dẫn đến E. Nếu E mà đúng thì chúng ta suy được ra F. Và ngược lại F mà đúng thì dẫn đến A. Có nghĩa là gì? Cần một trong 6 tính chất này đúng thì chúng ta suy ra được các tính chất còn lại. Đấy là cái chỗ giải thích cái phần là người ta gọi là các mệnh đề sau là tương đương là như thế. Có nghĩa là gì? Chỉ một trong 6 tính chất này đúng, chúng ta hoàn toàn có thể suy ra các tính chất còn lại. Thế nhưng ở đây cô chỉ nổi bật lên là gì? Để các em hiểu rằng là một cây nó có những tính chất thế nào gọi là một cây. Cái đặc trưng nhất của một cây nó là như thế nào? Đặc trưng nhất của một cây, thứ nhất nó là tất nhiên nó phải là đơn đồ thị rồi. Nó phải liên thông, nó là đơn và đặc biệt là nó liên thông và nó không có chu trình. Đấy, chúng ta lưu ý nhé. Đó là một đồ thị đơn, liên thông và không có chu trình. Và nó có đúng N trừ một cạnh. Có đúng N trừ một cạnh có nghĩa là gì? Nếu có N đỉnh, N ở đây là số đỉnh, thì nó có đúng N trừ một cạnh. Bất kể loại cây gì, cây nhị phân, cây tam phân hay là tam phân đầy đủ, hay là cái cây thế nào cũng được. Tất cả nó đều là, nếu là một cây thì số cạnh của nó chỉ là N trừ một thôi, đúng không? Và nếu chúng ta thêm một cạnh bất kỳ thì chắc chắn nó sẽ xuất hiện một chu trình. Thêm một cạnh bất kỳ thì nó xuất hiện chu trình, cạnh nào cũng được, tùy cạnh bất kỳ trong cái cây đó thì nó sẽ xuất hiện chu trình. Còn nếu các em bỏ bất kỳ một cạnh đi ý, thì nó sẽ đồ thị nó sẽ không còn liên thông nữa. Chúng ta bỏ bất kỳ một cạnh thì đồ thị sẽ không còn liên thông. Chúng ta bỏ bất kỳ một cạnh đi thì đồ thị không còn liên thông nữa. Và mọi đỉnh thì đều được nối với nhau bởi một đường đi duy nhất, bất kể cặp đỉnh nào cũng chỉ có một đường đi duy nhất nối với nhau, chứ chỉ có một đường đi duy nhất thôi, không thể nào chúng ta tìm được hai đường, đúng không? Bất kể cặp nào cũng chỉ có một đường đi.
Như vậy đấy chính là những tính chất cơ bản, đặc trưng cơ bản nhất của một cây. Có nghĩa là gì? Nó là đồ thị liên thông, không có chu trình. Và có đúng n trừ một cạnh. Nếu các em thêm một cạnh bất kỳ vào thì nó sẽ xuất hiện chu trình. Còn nếu bỏ bất kỳ một cạnh đi thì đồ thị nó không còn liên thông nữa, và mọi đỉnh đều được nối với nhau bởi một cái đường, bởi duy nhất một đường đường đơn đấy. Có nghĩa là mỗi một cặp đỉnh chỉ có duy nhất một đường đi thôi, không có hai đường đi. Cô lấy ví dụ đây, quay lại cái cây chẳng hạn, chúng ta quay lại nhìn cái cây này. Thế thì cây nào cũng thế thôi, cây tam phân đầy đủ hay là cây nhị phân hay là cây tam phân, thì chúng ta đếm số đỉnh là chúng ta sẽ biết được cạnh. Cô lấy ví dụ đồ thị ở bên trên là 13 đỉnh, cô phải đánh số như thế này để chúng ta đếm đỉnh cho dễ thôi. Như vậy 13 đỉnh thì chắc chắn nó sẽ có 12 cạnh, bất kỳ loại nào các em có thể đếm thấy 12 cạnh, nên là 3 cạnh, 6 cạnh, 9 cạnh và đủ 12, đúng không? Ví dụ cây nhị phân ở dưới chúng ta có 7 đỉnh thì chắc chắn chúng ta có 6 cạnh. Đấy, 6 cạnh nhá. Hay là cây này, đúng không? Hay là cây này, cây ba phân, không phải là cây ba phân đầy đủ. Chúng ta xem là có bao nhiêu đỉnh, chúng ta thấy rằng nó có tất cả là 9 đỉnh. Thì kiểu gì nó cũng sẽ có đúng bao nhiêu? 8 cạnh, đúng 8 cạnh nhá, các em đếm kiểu gì đúng 8 cạnh. Như vậy là có n đỉnh thì sẽ có n trừ 1 cạnh. Bây giờ các em thử xem là các em nối thêm một cái cạnh bất kỳ, có nghĩa là nối một cái cặp đỉnh bất kỳ nào thì tự khắc nó xuất hiện chu trình nhé. Các em nối bất kỳ đỉnh nào cũng thế, tự khắc nó xuất hiện chu trình. Nối bất kỳ cặp đỉnh nào thì tự nhiên nó xuất hiện chu trình. Còn các em bỏ bất cứ một đường, một cái cạnh nào đi thì tự nhiên đồ thị không còn liên thông nữa. Đấy, các em có thử xóa bất kỳ một cạnh nào thì chắc cái đồ thị của chúng ta không còn liên thông nữa. Và thứ hai, bất kể một cặp đỉnh nào cũng chỉ có duy nhất một đường đi thôi. Chỉ có duy nhất một đường đi. Ví dụ 1 năm chỉ có duy nhất một đường đi. 3, 4 chúng ta cũng có chỉ có duy nhất một đường đi chứ không bao giờ có hai đường đi. Đấy, đấy là những cái đặc trưng cơ bản nhất. Đấy là cái đặc trưng cơ bản nhất của một cây nhé. Chúng ta luôn luôn nhớ như thế. Cây là gì? Là có n đỉnh thì sẽ có n trừ 1 cạnh. Nó là một đồ thị liên thông, không có chu trình. Nhưng khi chúng ta thêm một cạnh bất kỳ thì nó sẽ xuất hiện chu trình. Còn chúng ta bỏ bất kỳ một cạnh đi thì nó sẽ không còn liên thông nữa. Và mọi cặp đỉnh đều được nối với nhau bởi duy nhất một đường. Nghĩa là mọi cặp đỉnh chỉ có duy nhất một đường đi thôi. Đấy là những đặc trưng cơ bản nhất của một cây, đúng không? Đấy là xong cái bài thứ nhất nhá. Đây cô gạt các tính chất này lên cho mình xem lại một lần nữa để mình chuyển sang cái phần bài số, bài cuối cùng của chúng ta là bài số 8, là về cây khung. Cô để lại cho một vài phút để chúng ta xem đấy. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo của chúng ta là bài số 8, là bài cuối cùng nhá, là bài về cây khung. Thế thì trước khi vào cây khung ý, thì chúng ta sẽ phải định nghĩa thế nào là cây khung, đúng không? Đấy, và chúng ta sẽ phải có xác định được là điều kiện nào thì chúng ta có, khi nào thì chúng ta mới có cây khung. Không phải đồ thị nào cũng có nhé, không phải đồ thị nào cũng có cây khung, đúng không? Thế thì chúng ta định nghĩa cây khung như thế nào? Thì chúng ta lại phải nhớ lại cái khái niệm đồ thị bộ phận. Thế nào là một đồ thị bộ phận, đúng không? Và đồ thị con và đồ thị bộ phận. Hôm trước cô nhắc lại cái định nghĩa đồ thị con và đồ thị bộ phận cho đồ thị G. Nếu chúng ta bỏ đi một số đỉnh và các cạnh liên quan tới cái đỉnh đó thì cái đồ thị mới nhận được nó là đồ thị con của cái đồ thị ban đầu. Như vậy đồ thị con của đồ thị ban đầu là cái đồ thị mà tập đỉnh cùng với tập cạnh là ít hơn cái đồ thị ban đầu, đúng không? Đấy là đồ thị con. Nhưng hôm nay chúng ta quan tâm tới đồ thị bộ phận. Cô nhắc lại định nghĩa đồ thị bộ phận nhé. Cho đồ thị G, đồ thị bộ phận của đồ thị G là một cái đồ thị nhận được từ cái G bằng cách là bỏ đi một số cạnh nhưng giữ nguyên các đỉnh. Đấy, bỏ đi một số cạnh nhưng các đỉnh chúng ta giữ nguyên. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái đồ thị bộ phận, cái tập đỉnh nó bằng hoàn toàn cái tập đỉnh của đồ thị ban đầu. Chỉ có số cạnh của nó ít hơn thôi. Chỉ nó ít cạnh hơn thôi thì cái đồ thị chúng ta nhận được đấy chính là đồ thị bộ phận. Có nghĩa là đỉnh thì giống nhau nhưng chỉ có bớt đi một số cạnh thôi. Thế thì bây giờ chúng ta có định nghĩa cây khung. Cho G là một đồ thị vô hướng. Khi nó đến cây thì đa số là đồ thị vô hướng. Và bài toán đi tìm cây khung chính là ở trên đồ thị vô hướng nhé.
chúng ta chú ý như thế. Chỗ G là một đồ thị vô hướng. Nếu đồ thị bộ phận G phẩy mà là đồ bộ phận của G và nó là một cây thì người ta cái đồ gọi cái đồ thị bộ phận đấy chính là cây khung. Đấy. Đồ thị bộ phận G phẩy nhá. Đồ G phẩy là đồ thị bộ phận của đồ thị G. Nếu G phẩy lại là một cây, nó vừa là đồ thị bộ phận và vừa là một cây thì cái đồ thị bộ phận đấy người ta gọi là cây khung. Đồ thị bộ phận đấy người ta gọi là cây khung. Có nghĩa là gì? Cái đồ thị bộ phận đó, cái tập đỉnh giống hệt tập đỉnh ban đầu nhưng nó là đơn, liên thông và không có chu trình. Nếu đồ thị bộ phận mà là đơn này, liên thông mà không có chu trình thì nó người ta gọi đấy là cây khung. Gọi đấy là cây khung của đồ thị. Như vậy một đồ thị nó có rất nhiều cây khung, đúng không? Bởi vì nó có nhiều đồ thị bộ phận. Cứ mỗi lần bỏ một số cạnh đi thì chúng ta thêm được một đồ thị bộ phận mới, kể cả cái cây khung thế. Một đồ thị có thể có nhiều cây khung nhá. Có thể có nhiều cây khung chứ không phải là chỉ có một cây khung đâu. Chúng ta chú ý như thế nhá. Một đồ thị có thể có nhiều cây khung. Cô lấy ví dụ như sau, cô xem một cái đồ thị đơn gồm 5 đỉnh, đúng không? Đây, đây là một đồ thị đơn gồm 5 đỉnh. Thế thì đồ thị này có rất nhiều đồ thị bộ phận. Cứ mỗi lần các em bỏ đi một số cạnh thì chúng ta giữ nguyên lại các đỉnh thì chúng ta sẽ nhận được một cái đồ thị bộ phận mới, đúng không? Thế thì nếu cái đồ thị bộ phận của chúng ta, nghĩa là ta bỏ đi một số cạnh nhưng mà cái đồ thị bộ phận chúng ta nhận được nó là một cây thì người ta gọi đấy là cây khung. Cô lấy ví dụ ở đây, cô bỏ cái cạnh x3, x4 đi. Thì cái đồ thị này chính là một đồ thị bộ phận, là nhận được từ cái đồ thị ban đầu bằng cách là bỏ đi một số cạnh. Và thằng bộ phận này nó lại là một cây, đúng không? Rõ ràng là đơn này, liên thông và không có chu trình. Đấy, đơn, liên thông và không có chu trình. Vậy cái này nó chính là một cây. Cái này nó chính là một cây của đồ thị. Đấy, thì nó chính là cây khung, đúng không? Vừa là bộ phận mà vừa lại là cây thì người ta gọi đấy là cây khung. Đây là cây khung, đủ 5 đỉnh, tập đỉnh giống tập đỉnh ban đầu nhá. Đấy, thì nếu cô bỏ theo cách khác, ví dụ cô bỏ cái cạnh x1, x4 đi, đúng không? Thì chúng ta, cái đồ thị bộ phận này chúng ta nhận được nó vẫn là một cây, thì nó vẫn là cây khung. Thì cái này cũng vẫn là cây khung nhá. Như vậy một đồ thị nó có thể có nhiều cây khung. Một đồ thị có thể có nhiều cây khung. Không nhất thiết là một cây khung, đúng không? Đây cô lấy ví dụ đây đồ thị này. Các em có thể bỏ cái cạnh khác, ví dụ các em có thể bỏ cạnh x2, x3, chúng ta nhận được nó vẫn là một cây. Nhận được cái đồ thị mới vẫn là một cây và nó vẫn là cây khung. Nó vẫn là cây khung. Thế thì bây giờ bài toán đặt điều kiện nào để đồ thị là có cây khung? Đấy, các em thử suy nghĩ xem là khi nào thì đồ thị nó có cây khung, điều kiện gì nhỉ? Điều kiện gì để nó có cây khung bây giờ? Thì nó rất là có cần thiết là nó phải không có chu trình không? Không nhá, vì chúng ta bỏ, nếu có chu trình chúng ta có thể bỏ những cạnh mà nó tạo thành chu trình đi. Nếu có chu trình chúng ta hoàn toàn thì bỏ các cạnh tạo thành chu trình đi nhá. Đấy. Nhớ rằng nó phải là đơn và vô, nó phải là vô hướng, nó có thể có đơn, không đơn cũng được thì chúng ta bỏ những cạnh đơn đi. Vậy điều kiện rất đơn giản thôi, chỉ cần nó liên thông thôi nhé. Điều kiện cần và đủ có cây khung là chỉ cần nó liên thông. Đồ thị ban đầu liên thông. Đấy thì kiểu gì nó cũng có cây khung. Nếu chẳng may có chu trình, đúng không? Hoặc là cạnh bội, biết thì chúng ta thì bỏ cái phần mà tạo ra chu trình đi, bỏ cái phần cạnh bội đi thì chúng ta sẽ tìm được cây khung. Đấy, có nghĩa là điều kiện cần và đủ chỉ cần một điều kiện duy nhất, đó là nó liên thông thôi. Nó liên thông thôi, còn nếu nó không liên thông thì chắc chắn là không có thể có cây khung được. Thế thì bây giờ bài toán của chúng ta đặt ra là sao? Là chúng ta phải tìm cây khung, nếu là trong đồ thị có trọng số thì chúng ta phải tìm được một cái cây khung. Nhưng làm sao cái tổng trọng số trên cây khung của nó là bé nhất? Thế thì mục đích để làm gì? Trên thực tế có nhiều bài toán áp dụng thực tế, áp dụng như thế nhá. Trên thực tế có rất nhiều bài toán thực tế là chúng ta vẫn sử dụng. Là chúng ta sử dụng cái cây khung này này. Để làm gì? Để nó có thể là giảm chi phí hoặc là tiết kiệm nhiên liệu, tùy. Cô lấy ví dụ một cách rất là đơn giản. Ví dụ chẳng hạn người ta phải thiết kế một cái mạng lưới hộp sơ đồ bay đối với một hãng hàng không, đúng không? Lấy một đơn giản thôi, ví dụ hãng hàng không chúng ta là bây giờ người ta thành lập và người ta phải xây dựng một cái hệ thống độ bay như thế nào? Kết nối các vùng lại với nhau. Cô lấy ví dụ chỉ lấy đơn giản là kết nối các vùng trong khu vực châu Á thôi, chưa nói đến vùng đến bay đến châu Âu, đúng không? Thế thì bây giờ là họ phải kết nối cái mạng lưới giữa các nước như thế nào để đảm bảo rằng là tất cả các thành phố có sân bay là chúng ta đều kết nối được, để đảm bảo là chúng ta đi du khách đi mọi nơi được, chúng ta có nhiều tăng được nhiều chuyến, đúng không? Đảm bảo là tất cả, ví dụ trong các mạng lưới không hẳn là chỉ nước đâu, mà trong một đất nước nó có thể là có nhiều địa điểm của cái đất nước đấy,
Đấy, bây giờ sơ đồ giả sử là cô lấy ví dụ khoảng tầm 40 điểm, 40 điểm trong khu vực châu Á, thì cái người hãng hàng không này nó phải xây dựng một cái hệ thống bay như thế nào đảm bảo rằng là 40 điểm vẫn kết nối được với nhau. Đấy, nhưng với chi phí là rẻ nhất. Với chi phí rẻ nhất. Thế thì bây giờ khoảng cách giữa hai điểm có thể là khoảng cách km, cũng có thể khoảng cách là cái việc chi phí nhiên liệu để chúng ta bay bay đến. Ví dụ chẳng hạn, nếu bay từ, cô lấy ví dụ chẳng hạn, nếu bay trực tiếp từ Hà Nội mà đến Úc, ví dụ đến thành phố Sydney chẳng hạn, đúng không? Thế thì nếu bay trực tiếp mà thấy rằng cái chi phí nó đắt, người ta có thể transit ở một cái thành phố khác trung gian, có thể transit tại Bangkok, cô lấy ví dụ như thế, hoặc là transit tại Indo, về hoặc là đến hoặc một cái địa điểm nào đấy, đúng không? Hoặc là ở Singapore, sau đó từ đó bay sang Australia, người ta sẽ tính xem cái mức như thế nào, chi phí như thế nào để cho nó tiết kiệm nhất. Có khi transit nó lại tiết kiệm hơn là cái việc chúng ta bay thẳng đấy, hoặc cũng có khi bay thẳng lại tiết kiệm hơn là chúng ta transit ở một cái địa điểm trung gian. Thế thì bây giờ bài toán đặt ra đối với hãng hàng không đấy là phải xây dựng một cái mạng lưới đảm bảo rằng là đủ 40 cái địa điểm thành phố mà cái hãng hàng không đó nó sẽ dừng và hạ cánh để bắt khách, sao cho nó tiết kiệm chi phí nhất. Thì đấy chính là cây khung, cái mạng lưới mà kết nối được 40 thành phố đấy với cái chi phí thấp nhất, nó chính là cây khung và là cây khung bé nhất. Đấy, lấy ví dụ một cách đơn giản như thế thôi để đảm bảo rằng tất cả chúng ta vẫn liên kết được, và lịch trình bay là sẽ định hình sẵn trên cái cây khung đấy. Trên cái khung đấy chúng ta đã định trình sẵn cái sơ đồ bay, vẫn đảm bảo 40 điểm là hoàn toàn đi được với nhau, nhưng với chi phí của nó là thấp nhất, đúng không? Người ta bao giờ cũng đặt cái chi phí thấp nhất lên hàng đầu trong tất cả mọi thứ, kể cả trong cái việc các em học hành, tính toán, lập trình cũng phải là chi phí thấp nhất. Lập trình chi phí thấp nhất là gì? Tốn ít bộ nhớ nhất, đúng không? Hoặc là còn kinh doanh thì cái chi phí thấp là cái điều mà người ta mong muốn rồi. Thì bài toán của chúng ta đấy chính là tìm cây khung nhé. Đấy, có thể là có nhiều cái ứng dụng khác thì các em có thể đọc thêm ở trong sách. Còn đây là cô chỉ nói cái vấn đề mà chúng ta tìm cái khung thôi. Và sẽ có thuật toán để tìm. Và cũng lưu ý với các em là thuật toán này là thuật toán lập trình. Hoàn toàn có thể lập trình và in ra được cây khung nếu các em nhập đồ thị theo đúng quy cách. Thế thì cái tư duy của chúng ta làm bài ở trên này cũng theo đúng cái tư duy lập trình, chứ mặc dù chúng ta làm bằng tay nhưng chúng ta không được cái sự can thiệp của cái tay quá mạnh vào nhá. Chúng ta làm bằng tay nhưng cái tư duy và cái trình tự theo đúng phần lập trình. Thế thì chốc nữa thì sẽ thấy là tại sao phải tư duy theo đúng phần lập trình, vì lập trình nó không biết là ưu tiên cái gì với cái gì, nó theo đúng luật nó chọn thôi, theo đúng luật, theo đúng cái chúng ta lập trình thì theo đúng cái thuật toán nó chọn lựa thôi nhá. Đây, thế thì bài toán tìm cây khung nhỏ nhất được hiểu theo nghĩa là bài toán mà có tổng trọng số trên cạnh trên cung là thấp nhất, tổng trọng số trên cái cạnh nó là bé nhất thì đấy gọi là cây khung. Nhưng mà cây khung là gì? Là của cái đồ thị đấy vẫn đảm bảo là toàn bộ n đỉnh của cái đồ thị đấy là liên thông, là kết nối được với nhau, n đỉnh kết nối được, và đảm bảo là với cái số tổng trọng số trên cái cây đó là bé nhất. Thế thì bài toán đặt ra là như vậy, bài toán của chúng ta là như vậy. Thế thì có hai thuật toán nhé. Ở trong này giới thiệu cả hai thuật toán vì nó cũng rất đơn giản thôi, vì chúng ta làm bằng tay nó càng đơn giản, nhưng lập trình thì nó lại phức tạp hơn. Lập trình chúng ta lập trình theo đúng đúng từng bước thì nó vẫn ra thôi. Khi chúng ta làm bằng tay, chúng ta làm hai thuật toán thì đi thi thì chúng ta lưu ý nhá, người ta yêu cầu trình bày thuật toán nào chúng ta làm bằng cái thuật toán đó, không được bị nhầm lẫn. Nếu họ không yêu cầu trình bày thuật toán nào, người ta chỉ yêu cầu tìm cây khung bé nhất thôi, thì các em thấy cái thuật toán nào thuận tiện nhất đối với chúng ta thì chúng ta làm. Còn họ yêu cầu thì chúng ta làm đúng cái thuật toán mà chúng ta được 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 đề bài yêu cầu nhé. Thế thì có hai thuật toán ở trong này. Thuật toán thứ nhất là thuật toán Brim và thuật toán thứ hai là thuật toán Kuska. Đấy, thế thì cô sẽ trình bày cả hai thuật toán đúng không? Thế thì trước khi trình bày thì chúng ta, cô lấy cái ví dụ như thế này. Giả sử có một cái đồ thị ở đây là gồm có 12 đỉnh đúng không? Với các cạnh được nối trọng số là như như sau. Đấy, có thể hiểu đơn giản là giả sử ở đây là cái mạng lưới giao thông nối 12 thành phố. Bây giờ xây dựng cái hệ thống đường giao thông như thế nào để kết nối vừa đủ 12 thành phố này với nhau. Có nghĩa là từ 12 thành phố này đều có đường đi đến với nhau nhưng với chi phí là thấp nhất. Với chi phí là thấp nhất thì đấy chính là bài toán đặt ra của chúng ta. Cô lấy ví dụ đây là 12 và các cạnh trọng số. Thì nếu như đây trường hợp này là một cây khung, đây đây ví dụ là một cây khung, thì rõ ràng đủ có đúng là 12 thành phố nó đều kết nối được với nhau không? Đều kết nối được với nhau, và trọng số chúng ta tính tổng trọng số ở đây nó là 37. Thế thì 37 liệu nó là con số bé nhất chưa? Đúng không? Thì nếu cô chọn theo cách khác thì nó sẽ là 32. Nếu cô chọn theo cách này, đây vẫn đảm bảo là đủ 12 điểm là kết nối lại với nhau. Nhưng theo cái cách này thì trọng số nó là 32. 32 thì bé hơn 37 lúc nãy rồi. Đây sự lựa chọn của thằng rể. Rõ ràng là bé hơn thằng 37 lúc nãy. Nhưng liệu liệu
liệu nó đã là bé nhất chưa, đúng không? Quan trọng là chúng ta xem là bé nhất chưa ấy chứ. Còn chưa bé nhất thì cũng không ăn thua gì, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày thuật toán để chúng ta đưa ra cái cây khung và khẳng định rằng nó là cây khung bé nhất. Thế thì các em lưu ý nhá, bởi vì trong cây khung nó có những cạnh có trọng số bằng nhau, vì vậy việc lựa chọn cạnh nào là hoàn toàn tương đương, đúng không? Việc lựa chọn vai trò lựa cạnh nào trong cuộc cái bước đó nó là tương đương. Chính vì vậy là sao? Là hai bạn làm có thể ra hai cây khung hoàn toàn khác nhau nhé, nhưng tổng trọng số trên hai cây khung là như nhau. Đấy, các em phải hết sức lưu ý là tổng trọng số trên hai cây khung là như nhau. Đấy, hai bạn làm có thể ra hai cây khung hoàn toàn khác, nhưng quan trọng nhất là cái tổng trọng số nó bằng nhau là được. Vì làm sao? Là do có những cạnh bằng nhau ấy thì cái việc lựa chọn là tương đương. Đấy, cô lấy ví dụ như thế, chứ không nhất thiết là một cách duy nhất đâu nhá. Đi thi hỏi bài nhau ấy, chỉ hỏi mỗi tổng trọng số thôi. Nếu nó bằng nhau là ok, còn khác nhau thì chưa chắc. Thế nhưng đi thi cũng không hẳn là mình cứ tổng trọng số bằng đúng. Đúng là đúng đâu, khi các bước chọn của mình sai là vẫn sai đi nhá. Các bước chọn sai là vẫn sai vì lý do làm sao chúng ta làm theo kiểu lập trình. Các em lập trình đúng theo từng bước, chứ không phải là muốn chọn thế nào thì chúng ta chọn nhá. Nào, cô sẽ vào cái thuật toán đầu tiên là thuật toán Brim. Có hai thuật toán đấy nhá, Brim và Puskan. Chúng ta sẽ xét thuật toán Brim. Thì ở đây các em lưu ý này, ở đây có ký hiệu. Đây là chữ U hoa to, nhớ nhá. Đây là chữ X và chữ U là chữ in. Đây đều là chữ in. Thế thì đầu vào của chúng ta là chọn nhập đồ thị G, là đồ thị gồm có N đỉnh, đúng không? Và bây giờ mục đích của chúng ta là dùng thuật toán Brim để chúng ta in ra được cái đầu ra của chúng ta là G0, là cái đồ thị, là cái cây khung mà có trọng số là bé nhất. G0 nó phải là một là đồ thị và nó là một cây, thậm chí nó là cây khung luôn, và trọng số của nó phải là bé nhất. Thế thì thuật toán Brim chúng ta được trình bày như sau. Các em nhìn cô viết nhá, không cô ấy lật hết lên để các em nhìn theo dõi cho nó dễ và viết cho nó dễ. Nhưng chúng ta lưu ý này, ở đây nhá, cái này của cô này, đây là ký hiệu là U to, U hoa to, còn đây là U bé, U con bé. Chúng ta lưu ý nhá, cái thằng U lớn thường là tập các cạnh, còn thằng U nhỏ ấy là chỉ một cạnh cụ thể nhé. Đây này, tập U hoa là tập của các cạnh, thế còn U nhỏ này là chỉ các cạnh cụ thể. Thì kể cả là cô viết ở, các em nhìn ở đây hay là cô viết trên bảng, thì khi xem lại bài các em viết đều bị nhầm. Đó là các em cứ kích cỡ, em không viết giống nhau. Ở đây có nghĩa là viết là chữ U thường, nhưng mà trong cái ký hiệu toán của cái phần này, cái U thường với U sau nó đều tròn tròn với nhau, nó không có sự khác, không phân biệt lắm. Ở dưới đây là U bé thường, còn đây là U in hoa nhá, U in hoa. Thế thì thuật toán của nó sẽ như thế này. Số bước của nó sẽ là như sau. Nếu đồ thị có N đỉnh thì nó sẽ thực hiện đúng N trừ một bước. Có nghĩa là gì? Số bước nó phụ thuộc vào số đỉnh. Đấy nhá. Đồ thị có N đỉnh thì nó sẽ thực hiện đủ N trừ một bước. Có nghĩa là số bước nó sẽ phụ thuộc vào số đỉnh nhá, chứ không phải là cái đồ thị của chúng ta, cái vòng lặp của chúng ta là tiến ra vô hạn. Rồi, thế thì bước 1 đầu tiên là gì? Bước 1 đầu tiên rất đơn giản là nó chọn một cạnh có trọng số nhỏ, cạnh có trọng số bé nhất. Đấy, chúng ta luôn lần trước chúng ta dùng thuật toán xác số thì chúng ta luôn ưu tiên đỉnh có bậc lớn nhất. Nhưng trong cái thuật toán Brim này mà tìm cây khung bé nhất thì chúng ta luôn luôn ưu tiên những cạnh có trọng số nhỏ nhất. Bước đầu tiên chọn một cạnh có trọng số nhỏ nhất. Thế thì trong một bài nó có thể có 2 hoặc 3 cạnh có trọng số nhỏ thì cái vai trò lựa chọn là như nhau nhé. Có hai cạnh trọng số nhỏ nhất mà bằng nhau thì vai trò lựa chọn cạnh nào là như nhau. Đấy, chúng ta lưu ý là như thế. Có thể mình với bạn làm nó có thể hơi khác nhau một chút, nhưng tổng trọng số trên cây khung là giống nhau và các bước chọn của chúng ta không có gì khác nhau. Bước chọn theo đúng bài là được nhá. Nào, bước 1 là chúng ta chọn cạnh có trọng số bé nhất. Cô ký hiệu cái cạnh đó, đây là cái cạnh cụ thể là U1. Và cô đặt tập cái U1 hoa này bằng tập gồm có cái U1 con, gồm có một U nhỏ. Đấy, gồm có một U nhỏ nhá. Bước thứ hai này, cô vẫn chọn cạnh có trọng số bé nhất. Trong số những cạnh còn lại, cạnh nào đã chọn thì các bước sau chúng ta không chọn nữa. Có nghĩa là gì? Chọn rồi chúng ta để ra ngoài. Và bước tiếp theo là ta chọn trong cái đống cái cạnh mà chúng ta vừa mới chọn đấy, cái cạnh còn lại đấy. Bước thứ hai là bắt đầu chọn cạnh có trọng số bé nhất, nhưng nó phải thỏa mãn điều kiện là nó phải kề với cái tập U1. Tập U1 chứ không phải kề với phần tử U1 nhé. Các em lưu ý là như thế. Nó kề với tập cạnh đã chọn nhé, chứ không phải là kề với cạnh đã chọn. Đấy, nó khác nhau với chữ tập thôi, các em phải nghe rõ này. Kề với tập cạnh đã chọn nó hoàn toàn khác với kề với cạnh đã chọn. Đấy, trong đưa đến bước thứ ba thì cô sẽ giải thích tại sao người ta phải dùng cái
từ là tập cạnh đã chọn mà không phải là kề với cạnh đã chọn. Đấy, đây là U màu to. Thứ nhất là nó phải kề, và thứ hai là không tạo ra chu trình. Nếu mà cạnh nào tạo ra chu trình chúng ta loại bỏ luôn, loại bỏ ngay lập tức để lần sau chúng ta không phải chọn vào cái cạnh đấy nữa. Cạnh nào tạo ra chu trình thì bỏ, còn cạnh nào mà nhỏ nhất mà chưa kề chúng ta vẫn giữ lại, chúng ta chưa chọn trong bước đó. Nó có thể chọn ở trong cái bước sau, nó có thể chọn được bước sau nhé. Cô giả sử rằng cái cạnh mà thỏa mãn điều kiện như thế là cạnh U2 nhỏ. Đây là U2 nhỏ nhé. Cô giả sử nó là cạnh U2 nhỏ. Và cô đặt cái tập U2 to là bằng U1 và U2. U2 to là cạnh tập cạnh đã chọn đây. Nó gồm có hai cạnh là cạnh U1 và cạnh U2. Đấy. Bước thứ ba là làm sao chúng ta vẫn chọn cạnh có trọng số bé nhất trong số các cạnh còn lại. Nhưng nó phải thỏa mãn làm sao? Kề với cái tập U2 to này này. Có nghĩa là kề với cái tập cạnh vừa mới chọn, có thể kề với U1 cũng được, kề với U2 cũng được. Nghĩa là bước thứ ba chúng ta có thể chọn một cạnh mà nó kề với cái thằng ở bước đầu tiên cũng được nhá, không nhất thiết nó phải nối đuôi nhau. Đấy, trong những cạnh đã chọn rồi nó kề với cạnh nào cũng được. Thế nên người ta gọi là kề với tập cạnh đã chọn và không tạo ra chu trình. Nhớ là không tạo ra chu trình. Chứ còn nếu tạo cạnh nào tạo ra chu trình chúng ta loại ngay lập tức. Chúng ta loại ngay lập tức, chúng ta không chấp nhận cạnh tạo ra chu trình nhá. Cô giả sử rằng đó là cái cạnh U3 và cô đặt cái thằng U3 to này bằng U1, U2, U3. Cứ mỗi một lần chúng ta chọn được thì chúng ta lại kết nạp nó vào trong một cái tập cạnh chúng ta vừa mới chọn. Đấy. Bước thứ tư cũng thế, cũng chọn cạnh có trọng số bé nhất. Mà trong số các cạnh còn lại mà kề với cái tập U3 to này, kề với cả ba hoặc một trong ba cạnh này, có thể kề vào cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai hoặc cạnh thứ ba cũng được và không tạo ra chu trình. Cứ như vậy chúng ta làm đủ n trừ một bước thì chúng ta dừng. Làm đủ trừ n trừ một bước thì chúng ta dừng. Và sau khi n trừ một bước xong thì chúng ta thu cái tập cạnh, chúng ta thu được n trừ một cạnh. Đây, n trừ một cạnh này. Vậy cái đồ thị mà tập hợp đỉnh ban đầu cùng với n trừ một cạnh đấy nó chính là cây khung và là cây khung bé nhất. Cây khung và là cây khung bé nhất. Tại sao nó là cây khung? Bởi vì nó là một cây. Vì làm sao nó có n đỉnh và có đúng n trừ một cạnh? Vì mỗi bước là chúng ta chọn một cạnh mà chúng ta có n trừ một bước, như vậy chúng ta có n trừ một cạnh, đúng không? Đặc biệt là nó hoàn toàn liên thông, vì trong quá trình chúng ta chọn là đều kề nên nó liên thông. Và đặc biệt là nó không có chu trình, bởi vì làm sao trong quá trình chọn chúng ta đã loại những cạnh có tạo ra chu trình rồi. Như vậy nó mới thỏa mãn là một cây. Chính vì vậy cái đồ thị mà nhận được gồm tập đỉnh ban đầu và n trừ một cạnh đã chọn ở trong n trừ một bước bên trên thì nó chính là cây khung và là cây khung bé nhất. Nó chính là cây khung và là cây khung bé nhất. Thì đấy là thuật toán Murim. Nào cô dừng lại màn hình cho xem lại một chút nhá. Sau đó cô lấy ví dụ. Sau đó thì lấy ví dụ nhá. Ví dụ này, cô dừng lại một chút này. Ví dụ em vẽ cái đồ thị vào. Các em làm trực tiếp. Cô nói đến đâu thì các em làm. Có em phải tô đậm cái cạnh nó lên nhá. Rồi, bây giờ lấy vẫn là cái ví dụ, vẫn là cái đồ thị cũ thôi. Các em vẽ cái đồ thị này vào và các em ghi trọng số gồm 12 đỉnh, vẽ ra tờ giấy nháp nhé. Chúng ta vẽ luôn ra tờ giấy nháp và chúng ta dùng thuật toán Murim để tìm cây khung bé nhất. Thế thì các em lưu ý này, có một bước mà chúng ta không làm ở trên giấy, ở bài thi cũng như trên vở. Thế nhưng thông thường chúng ta nên bước ngoài nháp là nên sắp xếp các cạnh theo thứ tự là trọng số nó tăng dần. Có nghĩa là những cạnh có trọng số nhỏ để đầu tiên. Đấy, sắp xếp lại các cạnh theo thứ tự trọng số nó tăng dần. Sau đó chúng ta duyệt từng cạnh một. Nếu theo cái tư duy lập trình là người ta sẽ phải làm như thế, là sẽ sắp xếp cạnh theo thứ tự trọng số tăng dần. Và chúng ta duyệt từng cạnh một. Các cạnh có trọng số nhỏ thỏa mãn điều kiện là vừa kề với tập cạnh đã chọn, không tạo ra chu trình thì chúng ta lấy. Những cạnh mà nó tạo ra chu trình chúng ta bỏ. Còn những cạnh mà trọng số bé nhưng chưa kề thì chúng ta để đến bước sau chúng ta lại duyệt tiếp. Chúng ta bước các bước tiếp sau chúng ta lại duyệt tiếp nhé. Nào vẽ đồ thị vào đi, vẽ đồ thị vào nha.
Thế thì nếu như ở đây, nếu như chúng ta có một cái bước là gì? Sắp xếp các cạnh theo thứ tự trọng số tăng dần ấy, thì chúng ta sẽ sắp xếp như sau. Ở đây có ba cạnh có trọng số 1, vì vậy vai trò lựa chọn là như nhau, đứng vị trí cũng là như nhau. Có thể đầu tiên là CD1 này, cạnh BF1 này, cạnh KL1 này, hết cạnh 1 bây giờ đến cạnh trọng số 2 này, AB2 này, CG2 này, FG2 này, hết rồi đúng không? Bên cạnh trọng số 3 này, BC3 này, AE3 này, FG3 này, GH3 này, HL3 này, GEG3 này, GK3 này, cạnh trọng số 4 là EF4 này, GK4 này, EI4 này, và cạnh trọng số 5 là DH này. Đấy, chúng ta luôn luôn sắp xếp các cạnh theo thứ tự là trọng số nó tăng dần. Như vậy đồ thị này của chúng ta là có bao nhiêu đỉnh? Là có 12 đỉnh. Chắc chắn chúng ta sẽ phải thực hiện đủ N 11 bước, đúng không? N trừ 1 mà là 11 bước nhá. 11 bước thì chúng ta dừng. Và các cạnh chọn đấy nó chính là tạo thành cây khung. Nó chính tạo thành cây khung. Thế thì bước 1 đầu tiên ý, vì có 3 cạnh có trọng số nhỏ nhất là BC, BF và KL. Vai trò nó như nhau. Các em hoàn toàn có thể quyền chọn một trong 3 cạnh này làm trong bước 1 mà nó không hề sai. Tùy nhá. Chọn cạnh nào cũng được. Các em lưu ý là như thế. Là hai bạn làm có thể ra hai cái khung hoàn toàn khác nhau, nhưng mà tổng trọng số trên hai cung phải là như nhau nhá. Nào, ở đây các em chọn cạnh nào cũng được. Cô lấy ví dụ cô bước 1 cô chọn CD đi. CD là có trọng số 1 thì các em tự động cạnh CD lên cho cô. Cô lấy ví dụ chọn CD có trọng số 1 đúng không? Nào, đấy là bước thứ nhất nhá. Chúng ta làm đủ 11 bước thì chúng ta dừng. Bước thứ hai này, bước thứ hai chúng ta chọn cạnh có trọng số bé nhất. Nhưng nó phải làm sao kề với cái tập cạnh vừa mới đã chọn mà không tạo ra chu trình. Thế thì trong các cạnh có trọng số nhỏ nhất thì chúng ta có BF và GKL là trọng số bé nhất nhưng nó chưa kề với thằng CD. Chính vì vậy chúng ta chưa chọn, đúng không? Vậy trong cái cạnh nào kề với CD mà nhỏ nhất thì bước thứ hai chúng ta chọn CG là số 2. Bước thứ hai là chọn CG là số 2. CG là số mẫu bước số 2 nhé. Như vậy bước 1 và bước 2. Bước 1 và bước 2 đây là bước 1 này. Bước 1 là chọn cạnh CD. Bước thứ 2 là chọn CG. Nào bước thứ 3, bây giờ BF và KL của nó vẫn là trọng số bé, nhưng vì nó không kề với hai cái cạnh vừa mới đã chọn nên chúng ta chưa chọn, đúng không? Bây giờ trong các cạnh kề thì cạnh có trọng số 3 là bé nhất. Thế tùy các em có thể chọn BC cũng được, chọn FG cũng được, chọn GH cũng được, vai trò chọn cả ba cạnh này là như nhau. Vậy bước thứ ba cô có thể chọn BC đúng không? Bước thứ ba có thể chọn BC. Đấy là bước bước thứ ba chọn BC nhá. Thế thì bây giờ bước thứ tư là các em chọn cạnh nào? Bước thứ tư là bây giờ chọn cạnh mà có trọng số nhỏ nhất. Bây giờ chọn cạnh mà có trọng số nhỏ nhất ở đây của chúng ta là chọn cạnh nào? Nhỏ nhất mà có hai cạnh nhỏ nhất là cạnh BF, đúng không? BF và KL là nhỏ nhất, nhưng chỉ có BF mới kề với ba cái cạnh của chúng ta vừa mới chọn thôi. Ba cạnh chúng ta vừa mới chọn là CD, CG và CB nhé. Vậy bước thứ tư chúng ta chọn cạnh BF. Bước thứ tư chúng ta chọn cạnh BF, đúng không? Rồi, bây giờ đến bước thứ năm. Bước thứ 5 thì chúng ta thấy KL vẫn là cạnh có trọng số bé nhất, đúng không? Thế nhưng nó không kề với bốn cái cạnh mà chúng ta vừa mới đã chọn, vì vậy chúng ta chưa chọn cạnh KL. Vậy bước thứ 5 chúng ta có thể chọn cạnh nào? Chúng ta có thể chọn cạnh AB cũng được hoặc FG cũng được, tùy nhé. AB hoặc FG là hai cạnh mà kề với tập cạnh vừa mới đã chọn mà lại có trọng số bằng 2. Vậy bước thứ 5 giả sử cô chọn AB, đúng không? Giả sử cô chọn cạnh AB là bước thứ 5, đúng không? AB có trọng số 2 đây. Thì khi đó bước thứ 6 của chúng ta chọn cạnh nào? Bước thứ 6 chắc chắn chúng ta phải chọn thằng FG. Bước thứ 6 chọn FG là có trọng số là bằng 2. Trọng số là bằng 2 đúng không? Bởi vì làm sao? Đấy nha, chúng ta lưu ý nhé. Bước thứ 6 là chọn FG. Mà FG này làm sao nhỉ? Nó có kề với AB không? Không. Nhưng nó có kề với thằng BF của bước thứ 4. Đấy, BF của bước thứ 4 nhé. Như vậy bước thứ 6 có thể nó kề với cạnh ở trong bước thứ tư chứ không nhất thiết phải kề của cạnh bước thứ năm. Chúng ta lưu ý là như thế, nó không phải là cứ kề nhau liên tiếp, là trong các tập cạnh đã chọn cạnh nào mà kề thì chúng ta chọn được. Rồi bây giờ bước thứ bảy, bước thứ bảy bây giờ cạnh có trọng số 1 và trọng số 2 là ta đã chọn hết rồi. Bây giờ nhỏ nhất của nó sẽ là cạnh có trọng số 3. Trọng số 3 thì có rất nhiều bước. Bước thứ bảy các em có thể chọn AE, có thể chọn EG
hoặc có thể chọn JK đúng không? Hoặc có thể chọn GH, hoặc có thể chọn GH đúng không? Cô xin lỗi. Bước thứ 5. Cô xin lỗi nhé, bước thứ 5 của chúng ta. Đúng rồi. Đang mải nghĩ rằng cái thuật toán kia nên bị nhầm. Đấy, chúng ta có thể chọn cạnh nào. Bây giờ bước thứ 7 này, bước thứ 7 đúng rồi nhá. Bước 1 cô đọc lại, bước 1 theo cách chọn của cô là chọn CD này, bước 2 là CG này, bước 3 CB này, bước thứ 4 là BF này, bước thứ 5 là AB này, bước thứ 6 là BG này. Nào bước thứ 7, bây giờ bước thứ 7 giả sử cô có thể chọn AE. AE vẫn được nhá. Bây giờ những cạnh có trọng số là 3 mà kề thôi là AE vẫn được nhá. AE nhá, nó cạnh kề với AB là được. Mặc dù AB đây là chọn bước thứ 5, thằng này là bước thứ 6 đúng không? Rồi. Đây là AE này, đây là bước thứ 7. Nào bước thứ 8 chọn cạnh nào? Bước thứ 8 thằng FG có thể chọn được không? Thằng FG không chọn được, chúng ta loại ngay lập tức vì làm sao nó tạo ra chu trình nhá. Riêng thằng FG không được chọn là chúng ta loại cái cạnh đấy vì nó tạo ra chu trình. Bước thứ 8, các em hoàn toàn có thể chọn EG hoặc GK hoặc GH tùy chúng ta chọn cái nào. Cô giả sử bước thứ 8 cô sẽ chọn GK đúng không? Bước thứ 8 là cô chọn GK. Thế thì bước thứ 9 bây giờ cạnh nào có trọng số bé nhất? Bây giờ 1 vẫn là có trọng số bé nhất nhưng bây giờ nó kề rồi. Và các bước trước là 1 có trọng số bé nhất nhưng vì nó không kề với tập cạnh đã chọn không chọn. Vậy bước thứ 9 bắt buộc phải chọn KL đúng không? Đấy là bước thứ 9, như vậy 9 bước rồi. Nào bước thứ 10, bây giờ số 1 cạnh chọn hết rồi, số 2 chọn hết rồi, bây giờ nhỏ nhất vẫn là 3. Bước thứ 10 các em có thể chọn EG hoặc GH đúng không? EG, còn không thể chọn HL nhé. Các em mà chọn HL thì nó tạo ra chu trình đấy. Nếu các em chọn HL này, nó tạo ra chu trình như thế này này. Đây này, các em để ý cách chọn của cô vừa rồi. Như vậy HL là loại. Bước thứ 9 các em có thể chọn GH hoặc EG tùy. Bước thứ 9 cô chọn EG. À bước thứ 10 chứ cô xin lỗi, 10. Chọn EG. Vậy bước thứ 11. Bước thứ 11 này, những cạnh có trọng số là 3. Bây giờ chỉ còn có mỗi cạnh GH thôi. Vì HL là tạo ra chu trình chúng ta bỏ này. FG tạo ra chu trình chúng ta bỏ này. Như vậy bước thứ 11 chắc chắn là chọn GH. Đúng không? Đây là bước thứ 11. Như vậy chúng ta vừa mới xong sau đủ 11 bước nhé. Bạn nào mà vẽ xong xong cùng với cô thì đã ra cây khung được rồi. Hiện tại là cô cũng phải vẽ ở trên tờ giấy nhá. Đấy, không làm sao cô nhớ là cạnh nào chọn bước nào. Cô cũng làm một cái tờ giấy nhá, làm bên cạnh đấy. Chứ không thì không biết là bước nào chọn nào đâu. Như vậy bước 11 thì chúng ta chọn GH nhá. Bây giờ nhá, các em có thể nhìn lại hình này. Cô đọc lại từng bước này. Bước 1 là cô chọn CD này. Bước thứ 2, cô chọn CG này. Bước thứ 3, cô chọn CB này. Bước thứ 4, cô chọn VF này. Bước thứ 5, cô chọn AB này. Bước thứ 6, cô chọn FG này. Bước thứ 7, cô chọn AE này. Bước thứ 8, cô chọn GK này. Bước thứ 9, chọn KL này. Bước thứ 10 là chọn EG này. Và bước thứ 11 là chọn GH. Như vậy là có 12 đỉnh, chúng ta làm đủ 11 bước thì chúng ta dừng. Và khi chúng ta dừng thì chúng ta cái cạnh mà chúng ta chọn này nó tạo thành một cây khung. Và chính là cây khung bé nhất. Những bạn nào mà vẽ song song với cô thì nhìn lại xem cái cây khung mà chúng ta vừa mới vẽ đó, nó có đúng là cây khung không? Có đủ 12 cạnh này hoàn toàn là liên thông không? Nối được với nhau không? Và tính cho cô tổng trọng số cho nó bằng bao nhiêu? Nào tính cho cô tổng trọng số. Sau khi em tính xong cô mới chiếu cái bài của cô lên nhá. Vì trong slide này nó có rồi nhưng cô chưa chiếu lên thôi. Quan trọng nhất là tổng trọng số. Bởi vì ở đây cây khung nó có thể có nhiều. Vì vai trò các cạnh nó giống như nhau. Các em có thể lựa chọn. Cô lấy ví dụ chẳng hạn. Bước thứ 3 các em hoàn toàn có thể không phải chọn CB như cô. Các em có thể chọn FG cũng được nhá. Đấy nó có thể ra một cây khung hơi khác một chút nhưng không sao. Nghĩa là tổng trọng số là bằng nhau. Nào tổng trọng số là bằng bao nhiêu? Đây nhá, cô sẽ chiếu đây, đây chính là cây khung. À, chỗ này đây là cây khung này, cô làm thì nó hơi khác cây khung cô vừa mới đọc. Làm xong mà cô nhớ cô chọn nhưng mà tổng trọng số của nó đều là như nhau. Đây, nếu như trong cây khung này mà chọn các bước như thế này, đây là bước 1 chọn CD, bước 2 chọn CG, bước 3 chọn CB, bước 4 chọn BF, bước 5 chọn AB, bước 6 FG, bước 7 GK, bước 8 KL, bước 9 EG, bước 10 AE. Và bước 11 là HL. Thì nó vẫn ra cái khung thôi. Nó cũng vẫn như thế. Và tổng trọng số là bằng bao nhiêu? Đây, các bước này này. Nào đi thi các em trình bày như thế này nhá. Đi thi trình bày như thế này là gì? Bước nào là bao nhiêu bước ghi rõ này. Bước chọn này. Bước 1 chọn cạnh nào này. Cạnh chọn này. Ghi cạnh nhá là cái móc là bộ AB này, bộ CD. Ghi rõ trọng số nhá. Ghi từng bước. Người chấm người ta sẽ duyệt từng bước. Bởi vì lý do làm sao cái đáp án nó không phải là duy nhất. Không phải là chỉ có một cái cách chọn như thế. Mà tùy từng các em có thể chọn khác nhau vì lý do làm sao. Ví dụ bước 1 nó có 2 hoặc 3 cạnh trọng số bé nhất thì vai trò lựa chọn của mỗi học sinh là khác nhau nhưng đâu có bắt buộc phải chọn đúng cái cạnh giống như đáp án chọn đúng không?
Cho nên là người chấm bài người ta sẽ duyệt từng bước và sai ở bước nào là bị trừ điểm chứ không phải tổng trọng số đây nhá. Đi thì em trình bày như thế này thôi. Đầu tiên ghi rõ bước chọn này, có bao nhiêu bước này. Có 12 đỉnh là 11 bước, có 10 đỉnh là 9 bước. Trong từng bước đó cạnh chọn là cạnh nào này, trọng số là bao nhiêu này, đúng không? Xong nhá, vẽ lại cái khung nhá. Và ghi tổng trọng số trên cây khung là bằng bao nhiêu. Nhớ phải ghi tổng trọng số. Và tổng trọng số nó bằng 24. Các em cộng lại xem có đúng là 24 không. Đúng không? Và nó chính là cây khung bé nhất đấy. So với cái thằng 32 và 37 lúc nãy chúng ta chọn ấy, thì thằng 24 này là bé nhất rồi. Thằng 24 đã là bé nhất rồi nhá. Đấy nhá, cô chiếu lại này. Cô để quay, cô quay lại nhá. Đây đi thi trình bày như thế này. Đấy, bước chọn này. Đấy, chọn cạnh nào, trọng số là bao nhiêu ghi rõ nhá. Bước chọn này, chọn cạnh này, cạnh nào ghi rõ này, trọng số là bao nhiêu này, ghi tổng trọng số nhá và vẽ lại cái khung. Cái tổng trọng số thì chúng ta có thể là biết sao cũng được, nhưng nhớ này, ghi đủ làm đủ bao nhiêu bước, ghi rõ từng bước nhá, bước này chọn bao nhiêu. Cô nhắc đi nhắc về để nhá, làm không đúng như thế mà sai trừ điểm. Và đừng có nghĩ là tổng trọng số ghi khung của mình là đúng hệt như thế. Có nghĩa là gì? Ví dụ bạn ra 24, mình ra 24, có nghĩa là mình đúng không hẳn đâu. Nếu các bước chọn của em sai ấy thì vẫn là sai nhá. Bởi vì ở đây làm sao vẫn phải duyệt theo đúng thuật toán của lập trình. Đấy, theo đúng bước nhá, theo đúng bước, trừ khi có những cạnh mà vai trò như nhau thì không nói. Em lưu ý đấy. Nào, hết lại cái khung này, ghi tổng trọng số này nhá. Tôi nhắc lại là như thế, nhắc lại cách trình bày nó rất đơn giản, thế nó không phải trình bày gì. Trong nữa làm bài tập mà nộp bài mà làm không đúng quy cách, tất cả những bạn đấy cô không thích đâu nhá. Cô không thích là coi như là nộp bài đâu nhá, chúng ta chú ý là như thế. Những bạn mà làm bài không đúng quy cách cô không thích. Bởi vì các em cũng rèn luôn đi, chúng ta làm vì chúng ta thi kết thúc một phần ấy là thi tự luận. Các em làm không biết cách làm mà chỉ vì cách trình bày của mình nó không hợp lý là nó bị mất điểm thì thiệt thòi cho các em thôi. Đây này, trình bày đơn giản, không yêu cầu cái gì cả, không cần cao siêu, không phải giải thích gì nhá. Ghi rõ từng bước, bước 1 chọn gì, bước 2 chọn gì, cạnh nào, trọng số bao nhiêu, tổng trọng số của cả cái khung là bao nhiêu và vẽ lại cái khung. Các em không vẽ lại cái khung trừ 0,5 điểm. Bởi vì chắc gì nếu không vẽ lại cái khung thì đâu có khẳng định với mọi người là đây chính là cây đây này. Người ta chỉ cần nhìn đồ thị thôi là biết à đúng rồi. 12 đỉnh hoàn toàn liên thông. Đây, đơn nói liên thông. Nên phải vẽ lại cái khung nhá, phải vẽ lại cái khung và ghi rõ tổng trọng số là bằng bao nhiêu. Trừ những thứ này thiếu là lặt vặt. Đấy là thuật toán Brim. Làm theo thuật toán nào ghi rõ tên của thuật toán đó. Làm theo thuật toán nào ghi rõ tên của thuật toán đó ra nhé. Nào cô trình bày nốt cái thằng Kuskan, sau đó các em làm bài tập. Có thể nghỉ giải lao một vài phút nhé. Ông này buồn ngủ có khi lại ngủ rũ hết ra rồi ấy, đúng không? Cái tầm trưa này các em buồn ngủ lắm. Bạn nào lại ngồi nằm trên giường để máy tính lên đùi nữa thì thôi rồi. Nào thuật toán Kuskan nhé. Thuật toán tiếp theo là các em nhớ thằng Dream này, cô viết lại thằng Dream nhá, cô viết lại rõ cái trình bày lại thuật toán Dream này. Nó phải kề với tập cạnh đã chọn và không tạo ra chu trình này. Và chúng ta thực hiện n trừ một bước, dừng lại khi làm đủ n trừ một cạnh. Có nghĩa là dừng lại khi làm đủ n trừ một bước thì chúng ta dừng nhá. Đấy, đây là thuật toán, đây là về mặt lý thuyết. Còn trình bày thì chỉ yêu cầu trình bày như sau, cái này thôi, ghi bước chọn, cạnh chọn, trọng số, vẽ lại cây khung và ghi tổng trọng số trên cây khung. Đấy, vẽ lại cây khung và ghi tổng trọng số trên cây khung. Đấy là thuật toán Brim. Nào cô sang tiếp, thuật toán tiếp theo là thuật toán Kuskan. Nào thuật toán thứ hai là thuật toán Kuskan nhé. Đây cô trình bày luôn cho cô làm cái ví dụ để tính sau, đúng không? Nào, thuật toán Kuskan của cô này, thuật toán Kuskan. Thế thì cũng thế thôi, đầu vào chúng ta vẫn nhập dữ liệu, chúng ta vẫn nhập một đồ thị có trọng số. Và đầu ra chúng ta phải in màu ra một cái cây khung và cây khung có trọng số đấy, đúng không? Rồi ok, thuật toán Kuskan thì nó đơn giản hơn. Chúng ta vẫn thực hiện đầy đủ n trừ một bước đối với đồ thị có n đỉnh. Chúng ta nên nhớ là làm đủ n trừ một bước nhé. Tại vì sao nói vậy? Đi thi đầy bạn làm cho đến tận bước 15, 16 ấy, mặc dù có 12 đỉnh thôi. Đấy, cứ làm lung tung và sau cứ nhầm cái thuật toán Brim hoặc Kuskan với Dijkstra thôi. Bài tìm đường đi ngắn nhất thì lại dùng Brim. Bài tìm cây khung nhanh nhất thì lại dùng Dijkstra. Đấy, chúng ta chú ý là như thế. Nào, thằng Kuskan nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta cũng chọn bước đầu tiên, chúng ta cũng chọn một cạnh có trọng số bé nhất và chúng ta cũng thực hiện đủ n trừ một bước thì chúng ta dừng. Đấy, chọn cạnh có trọng số bé nhất có nghĩa là nếu mà trong bài có ba cạnh có trọng số 1 coi như là bé nhất đi, thì việc lựa chọn bước thứ nhất
trong ba cái cạnh đấy là vai trò là như nhau, đúng không? Vai trò như nhau nhá. Nào, các bước tiếp theo chúng ta vẫn chọn cạnh có trọng số bé nhất, nhưng chỉ cần duy nhất có một điều kiện thôi là nó không tạo ra cái chu trình, chứ không nhất thiết phải kề. Đấy, riêng cái thằng Kuska nó thoáng hơn một chút là không cần kề với các tập cạnh đã chọn, mà nó chỉ cần làm sao, nó chỉ cần là không tạo ra chu trình. Có nghĩa là bước thứ nhất và bước thứ hai có thể là hai cái cạnh nó rời nhau, nó không liên kết với nhau, vẫn được, vẫn ok. Thế nhưng cái vị trí của cái phần trọng số thì các em nhớ là trong Kuskan trọng số nó phải theo thứ tự từ bé cho đến lớn cốc cho cô chỉ ra, nó sẽ khác thằng Brim. Vì vậy người chấm bài nếu theo thuật toán nào người ta vẫn duyệt từng bước, duyệt nhanh lên em ạ, nhìn qua cái là biết ngay thôi các em chọn sai ở bước nào, chứ không phải là nhìn mỗi cái kết quả trọng số mà cho điểm đâu nhá. Chúng ta chú ý là như thế. Thằng Kuskan này nó không cần phải kề, nó chỉ cần mỗi thỏa mãn điều kiện là cứ không tạo ra chu trình để chúng ta chọn, không tạo ra chu trình để chọn mà không nhất thiết cho phải kề. Và chúng ta cũng thực hiện đúng n trừ một bước thì chúng ta dừng. Chúng ta cũng thực hiện đúng n trừ một bước thì chúng ta dừng nhé. Có n đỉnh, làm đủ n trừ một bước thì dừng. Và sau khi dừng rồi thì cái những cái tập cạnh mà chúng ta vừa mới chọn đấy, n trừ một cạnh đấy, nó cũng tạo thành một cây khung và là cây khung bé nhất. Và nó thành cây khung và đấy chính là cây khung bé nhất. Đấy chính là cây khung bé nhất nhé. Vậy chúng ta hết sức lưu ý thằng Kuskan là không cần kể, mà nó chỉ cần là không tạo ra chu trình là được. Và luôn luôn chọn cạnh có trọng số bé nhất. Luôn luôn chọn cạnh có trọng số bé nhất, nhưng không nhất thiết phải kề. Rồi, cô dừng lại một vài giây, các em nhìn chép cái phần ở trên màn hình, sau đó cô lấy ví dụ nhé. Cô lấy ví dụ. Thế thì ví dụ ấy, nếu là cùng tìm cây khung nhỏ nhất, thì cả Brim và Kuskan đều tìm được cây khung, và tổng trọng số trên hai cây khung bé nhất là như nhau. Nhưng hai thuật toán có thể ra hai cây khung khác nhau, đấy là chuyện bình thường. Hai bạn cùng làm cùng một thuật toán có thể ra hai khung khác nhau được, nhưng tổng trọng số của nó là như nhau nhé. Nhưng tổng trọng số nó phải là như nhau. Chúng ta cố gắng lưu ý là như thế. Rồi, nào bây giờ ví dụ này, vẫn là cái thuật toán này thôi, à vẫn là cái đồ thị cũ thôi đúng không? Nhưng bây giờ cô sẽ dùng thuật toán Kuskan. Như vậy các bước nó sẽ khác nhau, các bước nó sẽ khác nhau nhá. Rồi nhá, bây giờ này, vẫn là thuật toán Kuskan nhá, các em lưu ý này, bây giờ bước 1 nhá, cô gọi là chọn cạnh CD. Các em có thể chọn BF cũng được, tùy các em, đúng không? Thế bây giờ có thể cô chọn đổi lại, bước 1 cô chọn BF đi. Bước thứ 2 cô chọn CD, bước thứ 3 cô chọn KL. Không cần thiết là nó phải kề đâu nhá, nó cứ không tạo ra chu trình là cô chọn, đấy là bước thứ 3 này. Bước thứ 4 cô chọn CG, bước thứ 5 cô chọn AB, bước thứ 6 cô chọn FG. Đấy, nó cứ chọn lung tung được như thế, nhưng miễn làm sao không tạo ra chu trình là được nhá. Không tạo ra chu trình là được, đấy là bước thứ 6 rồi đúng không? Như vậy chúng ta phải có 1 2 3 6 bước rồi. Bước thứ 7 cô có thể chọn AE, đúng không? Bước thứ 8 cô có thể chọn là FG. Bước thứ 9 cô có thể chọn GH. Thế nhưng khi FG chọn rồi thì cô sẽ không bao giờ chọn BC được nữa. Bởi vì BC đây nó tạo ra chu trình nên không thể chọn nhé. Như vậy là 6, 7, 6, 9 rồi đúng không? Bước thứ 10 cô sẽ chọn EG. Bước 11 cô chọn GK. Là vừa hết. Đấy là chính là ra cây khung, và là cây khung bé nhất mà tổng trọng số nó vẫn bằng 24. Vậy thằng Kuskan nó dễ hơn nhiều. Thế nhưng các em lưu ý trong thằng Kuskan, đây trong Kuskan này, thì các thứ tự, các cạnh trọng số này nó phải theo đúng thứ từ bé cho đến lớn. Còn mà các em bị rằng mày chẳng may con 2 mà đứng trước con 1 là thôi sai rồi nhá. Chúng ta lưu ý là như thế. Chúng ta cũng làm đầy đủ 11 bước. Đây, chúng ta ghi rõ bước chọn cạnh như thế nào, giống hệt bên kia thôi. Chúng ta dùng cái thuật toán gì, chúng ta ghi tên thuật toán ấy ra. Đây là dùng Kuskan ghi tên thuật toán Kuskan ra. Đây nhá, ghi rõ này, bước chọn này, cạnh chọn này, ghi rõ trọng số nhá. Đấy, chúng ta lưu ý này, riêng cái thằng Kuska này, trọng số của nó sẽ sắp xếp theo thứ tự từ bé cho đến lớn này. Đấy, như vậy các bước chọn của nó không nhất thiết phải kề. Thế nhưng chúng ta cũng làm đủ 11 bước. Không cần kề mà sau 11 bước mà không tạo ra chu trình thì tất cả các cạnh này nó vẫn tạo thành một cây khung, và nó vẫn là cây khung bé nhất. Nó vẫn là cây khung bé nhất. Đấy, chúng ta làm đầy đủ như thế này nhá.
bước chọn này, cạnh chọn này, trọng số này, vẽ lại cái khung nhá. Trình bày hai thuật toán phải vẽ lại đủ cả hai cái khung. Mỗi thuật toán phải viết lại cái khung, không được phép chung đâu. Bạn nào chung bị mất điểm đấy. Cô nhắc lại như thế nhá. Bạn nào chung một cây không mất 0,5 điểm. Cô nói thẳng luôn trước là như thế, nên lúc về sau đừng có kiện cáo. Bạn nào thiếu một cây khung mất 0,5 điểm nhá. Bởi vì lý do làm sao? Có thể thằng Kuskan chọn cách khác, nó vẫn có thể ra cây khung khác. Đấy. Thế nên không thể vẽ chung cây khung được, vẫn có thể ra cây khung khác nhá. Và tổng ghi tổng trọng số trên cây khung là bằng bao nhiêu khẳng định. Trong cái cây khung ấy, vẽ lại các em có hoàn toàn có quyền, không nhất thiết phải ghi trọng số cũng được. Ở đây chẳng qua là cô cắt từ cái hình ra, cô ngại xóa thôi. Các em hoàn toàn không nhất thiết phải ghi trọng số vẫn được, không yêu cầu các em ghi trọng số đoạn cuối đâu. Chỉ vẽ lại cây khung mà không cần ghi trọng số cũng được nhá. Không cần ghi trọng số cũng được. Đấy là thuật toán Kuskan. Đấy, nó đơn giản hơn rất rất nhiều. Dễ thôi, chẳng có gì cả, đúng không? Rất là dễ, không có gì. Rồi, nhớ nhá, Brim và Kuskan là như thế nào. Bài trình bày chúng ta rất đơn giản, ghi bước chọn, cạnh chọn và trọng số là như thế nào. Vẽ lại cái khung có thế thôi nhá. Vẽ lại cái khung có thế thôi. Rồi, đấy là hết toàn bộ phần lý thuyết nhá. Hết toàn bộ phần lý thuyết, bây giờ bài tập này. Bài tập đồng thời cũng là nghỉ giải lao, đúng không? Các em làm nốt những bài còn lại ở trong phần này. À, như có cái bài nó còn bị trùng ấy, thôi không sao, trùng các em chọn lại, chọn cách khác theo cách không, theo cách của cô nhé. Cô cũng không để ý lúc mà ép hình vào nó lại ép đúng cái hình mà trong tờ bài tập, thế mới chán chứ. Nào bây giờ nhá, các em làm từ bài 16 à, mình bao nhiêu quên mất, bài 15 chứ. Từ bài 15 cho đến bài 17 có 3 bài thôi. Đấy, bài 17 3 bài thôi nhá. Từ bài 15 đến bài 17 này. Đấy, giống chúng ta vừa nghỉ để lao vừa làm nhá, cô cho đến 2 giờ. Bài 15, bài 16, A, 16B này. 16B như trùng với bài, các em chọn cái cách khác, chọn cây khung khác, cây khung của cô nhá. Bạn nào chọn những cây khung của cô vẫn chọn được đấy, nó có những cái cạnh nó vai trò như nhau tùy thôi. Bài 17 có 3 câu này, A, B, C này. Bài 15 này, bài 15 này, bài 16, bài 17 nhá. Bây giờ là cô cho 20 phút vừa nghỉ giải lao vừa làm bài tập. Sau đó các em nộp bài chụp ảnh trên phần message nhá. Cái này nó chỉ kiểu không có điểm nhấn thôi. Ông nào quên tắt mic kìa. Ông nào tắt mic đi ông ơi.
Rồi để cô xem nhá. Rồi bạn Đinh Công Hiếu này, bạn nào nữa nhỉ? Thanh Tuấn, Nguyễn Thanh Tuấn này. Còn bạn Phạm Đình Việt chưa thấy nhá. Phạm Đình Việt, Nguyễn Trọng Đức để bạn Đức làm. Úi rồi, bài nào đây? Mi tổng trọng số 10 bước chọn cạnh. Nào bạn Đức chụp thì đây, bài lên 200 bao nhiêu? 201 à? Ờ rồi. Đấy là bài số 15 đúng không? Rồi. Ý thì cũng làm thế này thôi nhá, đơn giản thế này thôi, các bước chọn này, cạnh này, trọng số là bao nhiêu này. Sau đó chúng ta vẽ lại cái khung và ghi tổng trọng số trên cái khung nhá. Ghi tổng trọng số trên cái khung, vẽ lại cái khung, còn không cần thiết phải ghi trọng số đâu. Nhiều bạn, nhiều em là khi các em mà cộng với các em cộng ngay ở trên cái bảng này nó không bị nhầm này. Các em cộng ngay ở trên bảng này không bị nhầm nhá. Nhiều bạn chép lại xong cộng nhầm ở trên cây này lại thành nhầm. 40 à? Chọn cạnh trọng số bé nhất là 40, nhiều vậy à? Đây không phải chấm chấm đâu em, vẽ lại cái khung nhưng không phải là chấm chấm nhá. Chấm chấm cái cạnh kia mình còn phải cần thiết phải vẽ đâu. Không chấm chấm nhá, vẽ lại cái khung là chúng ta không chấm chấm cái gì cả, không chấm chấm nhá. Vẽ lại cái khung cái nào mà nằm trong 10 cái cạnh ta chọn này này ta vẽ ra thôi. Không được phép chấm chấm, đi thi chấm chấm vẽ cái khung này là sai nhá. Ai yêu cầu chấm chấm đâu. Bài là 40, 15 bạn bằng triệu này. Hai mốt à? 80. BC rồi. CD rồi, 21 triệu. Không mở được nhỉ. Rồi. Kurskan làm câu B là thuật toán Kurskan tìm cái khung lớn nhất đúng không? Tựa Kurskan thôi. Tựa có nghĩa là chúng ta dựa theo cái cách chọn của Kurskan để tìm cái khung lớn nhất. Thế thì bây giờ đang từ cái khung bé nhất mà chuyển thành lớn nhất thì chúng ta làm ngược lại. Nghĩa là khi chọn cái lớn nhất thì chúng ta luôn luôn ưu tiên là chọn cạnh có trọng số bé lớn nhất. Cứ cạnh nào có trọng số lớn mà không tạo ra chu trình thì chúng ta chọn là 32. Còn câu C của bài 17 đúng không em nhỉ? Câu C của bài 17 em làm thế này là không đúng bước rồi nhá. Câu C của bài 17 là tìm dùng thuật toán Brim để tìm cây khung bé nhất mà chứa hai cạnh là A, E và G, K. Hình như là như thế, cô nhớ không nhầm. Đúng không? Đây là E, I và G, K. Thế thì dùng cái này thì chứa hai cạnh này là hai cạnh này phải cho vào trong cái khung từ trước. Có nghĩa là bước 1, bước 2 nó phải là hai cái cạnh này. Và bắt đầu từ bước thứ 3 trở đi là những cạnh có trọng số bé nhất mà kề với một trong hai cạnh này nhé. Nào, đây là đang xem bài của bạn Đô. Nào, bạn Đô làm 17 câu C lại là sai nhá, đọc kỹ đề bài nhá. Là tìm dùng thuật toán Brim để tìm cây khung bé nhất chứa hai cái cạnh là EI và GK. Thế thì có nghĩa là gì? Là EI, GK các em phải cho vào trong trước chứ, còn em không cho trước làm đây là em nhìn trên màn hình thì em đi theo cái đường mà em quặt vào EI và GK. Thế còn theo đúng lập trình thì nó có mắt đâu mà nó nhìn.
nó không có mắt mà nó duyệt theo thứ tự là gì, là các cạnh có trọng số bé đấy. Thế thì ở đây ấy, nếu mà làm lập trình là em phải cho bước 1 là EI, bước thứ 2 GK hoặc ngược lại tùy. Sau đó xuất phát từ hai cái EI hoặc GK là tìm cạnh có trọng số bé nhất, nhưng nó phải kề với một trong hai cạnh là bắt đầu từ bước thứ 3 trở đi. Thế nên bước thứ 1 mà chọn này là sai nhá. Đấy, chúng ta lưu ý cái bài mà nó chọn cạnh mà chứa, à chúng ta toán rim phải tìm cây khung mà chứa sẵn cái cạnh đấy thì là phải cho những cạnh chứa sẵn đi vào bước đầu, vào những cái bước đầu tiên của cái thuật toán đó. Chứ còn em đây là mắt em nhìn thì em lựa lựa chỉ thành có thằng EI với GK nằm trong, chứ còn thuật toán nó làm gì có mắt mà nó nhìn nó lựa được đâu, nó không lựa được đâu nhá, nó cứ theo đúng thứ tự thôi. Nên bạn đỗ bài đấy là chưa chính xác nhá. Bài bạn Dương của anh Triệu, đây là bài 17. 17 câu A hay sao nhỉ? 17 thì phải ghi câu A, câu B, câu C và chứ cô chả nhớ đâu, cứ biết cộng cộng trừ trừ này thì cô chịu chả biết câu nào với câu nào. Tổng trọng số là bằng 21, đây là bài 17 câu B, tìm thuật toán rim, tìm cây khung bé nhất ABAE, rồi 11 cạnh đúng không? Rồi, đấy là của bạn Nga. Còn bạn hôm nay không thấy bạn là bạn Phạm Đình Việt nhé, Phạm Đình Việt hôm nay vắng à, không thấy online này. Phạm Quang Luân nhé, có bạn Việt với bạn Luân nhé. Bao nhiêu nhỉ? 201 à? Rồi, hầu hết các em đều làm ra 201. Nào, bạn luôn lưu ý nhá, cạnh không phải viết hai cái chữ liền nhau này đâu. Cạnh nó là một bộ, AB nó giống như kiểu tọa độ ấy, tọa độ của một điểm trong mặt phẳng XOY nhá, viết cái này là sai nhá, sai ký hiệu về cạnh nhá. Nó phải là dấu phẩy ở giữa và nằm trong cái dấu móc tròn nhá. Chúng ta viết cạnh này không phải viết cẩu thả được đâu nhá. Nó có quy định viết cạnh của nó chứ. Đã bảo rồi, cạnh U là gì? Là một tập con của cái tích để các x nhân x, nó là một bộ AB trong nó AB nằm trong x mà là hai đỉnh nhá. Chúng ta không phải muốn viết thế nào, viết biết thế này không chính xác nhá. Bạn Quý lưu ý nhá, viết cạnh như thế là không đúng nhá, Quý lưu ý nhá. Nào bạn Long nào. Bài 15, 201 đúng rồi. 10, 11, 12, 50, 30, đúng rồi. Nào bạn Hải. Tổng trọng số vẫn là 201 đúng rồi. Cái bài này nó có thể có hai cây khung có thể khác nhau nhá, bởi vì là có những cái đoạn mà nó có thể là lựa chọn một trong hai cạnh đấy đều được, ra kết quả đều là như nhau. Rồi. Rồi, đây là bạn Hiếu này.
40 nhé, đúng rồi. Đi thi bài này rất là đơn giản, chúng ta muốn kiếm được 2 điểm thì vô cùng dễ. Thế nhưng mà đôi khi phải làm cẩn thận một chút. Đấy, muốn kiếm được 2 điểm thì dễ lắm, nhưng mà chúng ta cũng cẩn thận hơn một chút là được. Bạn Son này. Đúng không? Rồi bài này chọn số cho nó hơi to. Minh, bạn Minh lưu ý nhé, là phải ghi tổng trọng số bằng bao nhiêu em nhé. Và ghi rõ từng bước, không ghi chữ bước thì đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, cho người chấm người ta dễ. Không, người ta phải ngồi đếm, người ta đếm nhầm thứ khác để chúng ta biết là chúng ta làm bao nhiêu bước thì chúng ta dừng. Vì nó có làm đến đâu thì chúng ta dừng mà, chúng ta lưu ý đấy nhé. Ghi 1, 2, 3, 4, 5 và bài này không phải là bài, à đúng là bài 15. Ghi rõ 1, 2, 3, 4, 5 vào đây nhé. Ghi rõ 1, 2, 3, 4, 5 vào đây nhé. Bạn Minh lưu ý nhé. Rồi, bài này câu bài 17 câu A đúng không? 21, đúng rồi. Rồi, cút scan, đây là cút scan, cũng là 21 rồi, đúng rồi. Bước 1 em chọn là cạnh gì? AB á. Bước thứ 2 chọn BC bằng 2 là sai rồi. Nào bạn Quân nhá, bước 1 mà chọn AB, thứ 2 là ký hiệu cạnh, cái này là không đúng nhá. Cái này đi thi là sai, vì đây là đây không phải là cạnh. Không phải là ký hiệu của cạnh. Các em lưu ý là như thế. Không phải muốn viết thế nào thì viết đâu. Nó rất đơn giản. Khi nó chỉ thiếu mỗi cái dấu phẩy của dấu mộc kép thôi, nó đã trở thành một cái khác rồi. Ở đây không phải là cạnh nhé. Viết thế này là sai. Và cái thứ hai nữa là bước 1 thì chọn AB, mà bước 2 chọn BC thì là hoàn toàn sai nhé. Vì bước 2 còn cái thằng AE đây, nó là trọng số 1 thì chúng ta không được phép chọn nằm trong bước như vậy. Bài này sai ngay từ bước thứ 2 toàn bộ sai. Mặc dù tổng trọng số có thể là đúng, thế nhưng mà theo đúng cái phần lập trình của nó là bước thứ hai nó không phải là như thế này. Bước hai của nó phải là AE chứ không phải là BC nhá. Như vậy bạn Quân, bài này hoàn toàn sai nhất đấy. Không phải là chúng ta cứ ra tổng trọng số đúng là đúng. Những bài khác cô cứ nhìn lướt thôi, thực ra nhìn nếu biết ngay bạn nào đúng hay bạn nào sai. Đấy nhá, bạn này là bạn Quân là sai rồi nhá. Rồi 40. Đây là bạn Vũ Đức Long. Bài nào mà là 24. 1 2 rồi, 10B. Rồi. Nguyễn Thị Lan Anh. Cô xem thêm một số bài nữa thôi, cô chữa nhé. 6. Rồi. Cô xem một số bài nữa rồi cô chữa đi nhá. Cô chữa cái này không phải giải thích nhiều đâu, cô chiếu lên các em xem thôi. Bạn nào có nhu cầu xem bài đúng hay sai thì chúng ta chú ý nhé. Cái nào bạn nào hay sai ở đây thì đã liệt kê, đã nhắc hết rồi. Rồi 40 này.
ở đây không phải là dấu chấm phẩy đúng không em nhá, nó là dấu phẩy đấy, và nó là bộ dấu chấm phẩy và dấu phẩy là hai cái hoàn toàn khác nhau ấy nhá. Phẩy ở đây không có dấu chấm phẩy đâu nhá, chúng ta lưu ý là như thế. Rồi thằng này là có 9 đỉnh, chúng ta làm 8 bước. Rồi trọng số 40. Đằng này 17. 17 làm sao mà ở câu A hả? Ra 21. 1 A B B E đến B C rồi. Đúng rồi, cái thằng Kuliska là nó về theo như thế này. Rồi. Bạn thương. Có hết cái là con đoạn 17C ở phía sau ấy. 17C ở phía sau tìm cái khung cực đại theo thuật toán thì là 32, đúng rồi. Cái câu 17C có ít các bạn làm nhỉ, chưa thấy bạn nào làm. Đây này, có bạn Nga đúng không? Bạn Nga thì đang làm. Chúng ta lưu ý nhá, thằng mà nó cho sẵn chứa cạnh ấy thì các em lưu ý là các em phải cho hai cái cạnh đấy vào cái bước. Nếu có một cạnh thì cái bước cạnh đấy phải là bước đầu, còn hai cạnh thì là bước 1, bước 2 phải là hai cái cạnh đó. Sau đó xuất phát từ hai cái cạnh này mới đi tìm cái cạnh nào mà có trọng số bé nhất mà kề với một hoặc trong hai cạnh đó, đúng không? Thì chúng ta vào các bước tiếp theo chúng ta làm tương tự như thế. Chứ không phải là chúng ta xuất phát từ cạnh bé nhất xong chúng ta đi khom làm sao chúng ta cho hai cái này vào, không đúng đâu nhá. Phải cho nó vào bước đầu tiên theo cái tư duy, cái phần logic của cái phần lập trình chúng ta là như thế, chúng ta phải cho vào đầu tiên. Sau đó thì chúng ta mới lần lượt từ cái cạnh này chúng ta mới lần lượt đi. Rồi tổng trọng số của nó là 23. Rồi đấy nhá, có bạn Nga đây này, bạn Nga làm đầu tiên là cho hai cái cạnh này, bước thứ nhất, bước thứ hai, sau đó từ hai cái bước này bắt đầu chúng ta mới tìm các cạnh có trọng số bé nhất mà kề với hoặc là EI hoặc là GK, từ đó chúng ta tìm và cũng làm đủ 11 bước, vậy có hai cạnh là hai bước rồi. Đấy, mỗi bước là chúng ta chỉ chọn một cạnh nhé. Nếu có hai cạnh thì chúng ta hiểu là chúng ta đã thực hiện được hai bước rồi. Cái ảnh lên rồi đây là tìm cây khung cực đại, rồi chúng ta làm theo kiểu kia nhưng mà tìm trọng số bé. Hết rồi đúng không? Thì bạn Liên là hết rồi, coi như là các em đã nộp bài nhá. Rồi cái bài này thì trong phần này nó cũng đơn giản mà cũng không có gì đặc biệt cả. Bạn nào tóm lại là các em cũng nên gửi để bạn có sai đâu thì sửa đấy luôn để chúng ta đỡ bị sai. Nào bây giờ cô chiếu cái bài lên thôi. Cô chiếu cái bài lên thôi. Không như vậy bài số 15 là chúng ta cũng là tìm cây khung bé nhất trong cái đồ thị có trọng số nó như thế. Mỗi tội là cái số nó hơi to một chút đúng không? Cái số nó hơi to một chút thôi. Đây là có tô đậm đây để chúng ta nhìn cho. Thì tất nhiên hầu hết các em làm đều đúng, nhưng ở đây nó có thể có hai cái khung khác nhau. Hầu hết là các em làm theo cái khung giống như của cô, nhưng mà trong cái bước mà chọn A5, A6 chúng ta hoàn toàn có thể chọn A8, A6 vì đều là trọng số là bằng 20, và cái khung tổng trọng số nó vẫn thế, nó chỉ khác nhau có một đoạn này đoạn này thôi nhá, mà có thể chọn như thế. Như vậy bước đầu tiên bao giờ cũng chọn cái thằng A9, A17 này, mà nào cũng chọn đến bước thứ hai là chọn A9, A7. Bước thứ hai là chọn A4, A7. Bước thứ ba là chọn A7, A8, A7, A5. Bước thứ tư là A7, A8. Bước thứ sáu là A8, A10. Đấy. Thì bây giờ bước thứ bảy, bước thứ 1, 2, 3, 4, 5. Bước thứ sáu là chúng ta có thể chọn A5, A6 cũng được, hoặc là A8, A6 cũng được nhé. Một trong hai cái này đều được. Chọn số đều bằng 20 và ra cây khung vẫn là như thế. Đây, chúng ta ghi rõ từng bước này. Đấy. Và tổng trọng số trên cây khung là bằng 201, nhưng vì đơn vị của nó là km thì chúng ta để km. Đây nha các em, bạn nào như lưu ý cách viết cạnh nó phải là như thế này nhá. Chúng ta lưu ý nhá. Chúng ta lưu ý ghi rõ bước cạnh này trọng số là bao nhiêu và tổng trọng số trên cây khung là bao nhiêu, và vẽ lại cây khung nhá.
Rồi chúng ta vẽ lại cái khung này. Các vẽ lại cái khung, các em không cần thiết phải ghi trọng số vào đâu. Cô chẳng qua là cô xóa lại từ cái hình cũ, cô ngại xóa cái này thì cô để nguyên thôi. Thực ra các em có thể xóa nó đi cũng được. Không cần thiết phải vẽ trọng số nha, viết trọng số cũng được, không sao, không trừ điểm. Nhưng không cần thiết phải viết, đấy, viết cũng được, không viết cũng được, tùy. Đấy, cô dừng lại một vài phút để bạn nào mà chưa làm thì có thể xem nhá, chưa làm thì xem nhá. Đây cô chiếu lại bên này, đấy. Rồi đấy là bài 15. Nào bài 16 hình như là đây nhá, vẽ lại cái khung nhá. Bài 16 hình như là ở đây, bài 16 đây. Bước 1 là chọn AB, bước 2 chọn BC. Vậy tổng trọng số cái khung là 40. Hầu hết các em làm đều đúng đúng không? Các em làm đều đúng. Và cũng may là cô đánh máy không nhầm. Cái chuyện đánh máy nhầm này là cách cả mắt ra cái chọn cạnh với cái thứ khác đấy. Vẽ ở trên giấy xong rồi cách chọn chọn này. Nhiều khi nó vẫn nhầm nhá, các em có thể xem cũng là soát giúp cô đúng không? Lớp mình soát xong mà bị nhầm, soát thì sang lớp khác đỡ bị nhầm. Đấy, đầy chỗ bị nhầm đấy. Các em cũng soát giúp cô vì nhiều khi chọn đánh máy này nó vẫn bị sai sót, không thể nào mà duyệt được. Chính lúc mình đi dạy này thì nói thế này mới duyệt lại, nhưng còn tự mình xem của mình không phát hiện được ra. Rồi các bạn làm đều đúng không? Ta vẽ lại cái khung nhá. Vẽ lại cái khung. Rồi, câu B là dùng thuật toán prim, hình như câu B là đề nó cũng hơi trùng với gì nhỉ? Với cái bài ví dụ ấy sao ấy, đúng không? Nhưng các em có thể tìm ra cái khung khác mà các bước nó vẫn có thể là đúng nhá. Đúng theo cách duyệt, ví dụ bước 1 là CD, các em hoàn toàn có thể chọn bước 1 bằng FB hoặc bước chọn bằng KL cũng được nhá. Vai trò nó là như nhau, vai trò như nhau, vậy người chấm bao giờ cũng lưu ý là người chấm sẽ duyệt từng bước nhé, duyệt từng bước của các em chứ không bao giờ là nhìn mỗi tổng trên cái khung đầu. Các em lưu ý là như thế, nên so sánh bài cũng phải so sánh bài cẩn thận. Đây bạn tổng trên cái khung đúng mà vẫn bị gạch đấy, bởi vì là các bước nó vẫn thực hiện là sai. Các bước thực hiện sai thì còn gì là đúng nữa đâu, chẳng qua chúng ta làm bằng tay thì chúng ta làm như thế, chứ còn nếu mà lập trình mà các bước sai thì chúng ta làm thì nó ra làm sao đúng được. Rồi nha, các em vẽ lại cái khung. Rồi, cái này thì chúng như là giống như trong ví dụ rồi. Hình như là giống trong ví dụ đúng không? Tổng cái khung là 24.
cây bước mưa bài số 17 nhá. Câu A dùng thuật toán Morim đây, thuật toán Morim là tổng số cây khung là 21. Thì thấy rằng các em làm đều đúng cả, đúng không? Đều đúng cả. Tất nhiên ở đây đều đúng cả, chúng ta làm 11 bước nhá. Bước 1 CD, thì bước thứ 2 là DH, bước thứ 3 là GH rồi. Bước thứ 4 là CB. Đây này chúng ta lưu ý này, bước thứ 4 là CB nó lại là cái cạnh mà kề với cạnh của bước thứ nhất chứ không phải là kề với cạnh của bước thứ 3 nhá. Thì các em cứ nối như thế, nối là nhiều khi không phải lúc nào nó cũng đúng. Đây nhá, nhìn này, CD này, bước thứ 2 DH đúng rồi có kề này, bước thứ 3 GH cũng có kề, nhưng bước thứ 4 là CB là cái cạnh mà kề với cái cạnh của bước thứ nhất. Đấy, đúng không? Cạnh kề đường chung nhau đỉnh C mà. Đấy. Bước thứ 5 BE AE EF rồi FG. Hoặc là bước thứ 9 HL. Đấy, HL thì nó lại là một cái cạnh mà kề với cạnh của bước thứ 2 hoặc bước thứ 3. Đấy, chứ không nhất thiết là kề với bước thứ 8. Chúng ta chú ý nhá, cái HL này nó là cái bước, đây là bước thứ 9 này, mà không phải là nối đâu, nó tùy, cũng có khi là có cạnh nó nối được với nhau đấy. Nhưng HL ở đây nó lại kề với cái cạnh mà ở bước thứ 3 hoặc là bước thứ 2, chứ không phải là kề với cạnh bước thứ 8, nó hoàn toàn có thể chọn những cạnh nó bất kể cạnh nào nó cũng kề được nhá. Hoặc là bước thứ 10 EG là bước kề với cái cạnh FG của bước thứ 8, chứ không phải là kề với bước thứ 9. Đấy, tập các cạnh đã chọn, tập các cạnh đã chọn. Hoặc bước cuối cùng.